Ồ, sếp à. Ơ kìa. Này anh lái taxi đi à? Dạ đâu, em đợi Quảng vào thôi. Hai em đăng ký tham gia cái cuộc đua ở thành phố sếp ạ. Thế à, Quảng tưởng nó về quê mà, lấy xe đi, đi muộn giờ rồi. À vâng, đợi Quảng đi đâu, đi luôn sếp. Thì vào đây lấy xe ra trước đấy. Anh em đục phục thế nhỉ? Tôi hút được hết bao thuốc rồi, anh mới đến. À, sếp ạ, em kiểm tra xe nào ok nhất thì em lấy, em chở sếp lên. Đi, nhanh, muộn giờ rồi. Ô, sếp có biết ở đâu không sếp? Không biết. Anh biết. Hình như 2007 sao ấy. Sếp đợi tí em check lại, em vừa có tin nhắn em xong. 2007 là 2027. 2027 sếp ơi. Ui dồi, ngọn hải đăng xa vãi cứt. Rồi lên đi. Ơi. Đâu, sếp chấm cho em cái. Em không sủa được là sao? Các anh đợi em. Lên đến đấy rồi đợi. Trời ơi. Muộn giờ rồi. Mua đồ ăn thức uống sếp. làm gì còn gì mà mua. Thôi lên đây đi, muộn giờ rồi. Tí nữa lên đây xin sau. À thế ạ, vâng. Người khác lại đợi. Đây em đi luôn đây. À, đường này thì đua xe gì nhỉ? Chắc cào cào rồi. Cào cào. Davison Sanchez. Anh có nhầm không đây? Ủa? Có thấy ai đâu nhỉ? Chả thấy ông nào cả. Ui, xe ai đẹp thế nhở? Xe này bao tiền đấy nhở? Xe này á. Xe này ui, xe đắt đấy sếp ơi. Yeah, xe đẹp nhở? Đầu tam giác này đắt lắm. Ờ, anh chị ơi. Anh chị cho em hỏi cuộc thi diễn ra ở đâu anh chị ơi? Cái gì ạ? Cái gì anh, cái gì đi? Thấy người ta đăng toát bảo ở đây đó. À, vâng. Đấy. Đây có thấy ai đâu, thấy mọi người tập trung hết ở ngoài, cái anh chị nhầm rồi. Nhầm thế nào? Đây em thấy nó ngay đầu này sếp ơi. Hôi ơi. Anh hộ. Hôi. Hội đâu ra giả tiền đi. Sếp ơi. Sao ấy chị bông bị bóng bú? Sếp cứ cưa bom là làm gì chị? Đây, xếp ra đây, vui lắm, đi ra đây. Em cho sếp. Đúng. Em nhìn là em thấy có hai quả ở đây nhưng mà em không biết có phải cưa quả đấy không? Không, quả này chắc chắn là ra tiền cho sếp ba. Đây, đâu. Em vẫn sử dụng tiếp tục với em nhá. Rồi. Sếp ơi, sếp đọc Twitter trước đã sếp ơi. Không sao đâu, cái này vui lắm sếp ơi, ra đây em ra chỗ này. Đây. Anh Khôi có ra đây cưa bom với tôi, hôm nay có hai quả, mỗi người được quả này. Không okay. Sếp ơi. Sếp có muốn tham gia cuộc đua này thì sếp đừng cưa vội, tí đua xong rồi cưa sếp ạ. Bạn có muốn làm giàu không? 15 phút nằm viện nữa thôi xong rồi. Ok, làm gì đây? Giàu sếp ơi, giàu lắm. Sếp ơi, tạm biệt sếp. Ui, sao dại dột thế? Trời ơi. Sếp ơi, em đã bảo sếp đừng tham gia rồi. Trời ạ. Mẹ áo cay thế nhở? Oh my god. Anh vừa làm gì? Một nam là một nam trên 30 tuổi. Vừa thắng mà. Sao lại chết? Bạn đồng hành của anh. Thắng đâu mà thắng sếp. Nam là đồng hành của anh. Cưa bấm không trượt phát nào mà sao vẫn nổ? Anh bạn đồng hành của anh gặp gì? Có ai cưa bom mà thắng không mà sếp?
Anh vi phạm. Anh vi phạm rồi. Vi phạm rồi. Chạy 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 ra ghi hóa đơn nhỉ? Từ 13.000. Vi phạm thì né thôi. Bà cô ơi, bà cô. Rồi sao? Rồi đến chơi 10.000. Trừ hai đối thủ. Trừ hai đối thủ. Anh Mep ơi. Anh vi phạm mà đi lệ. Ô sao lại vi phạm gì hả sếp? Anh đặt chung. Ông ơi, em ơi, sao em giải vậy em ơi? Ủa, không bắt anh sếp? Anh Quảng ơi, đi mua đồ ăn thức uống anh Quảng ơi. Anh có cơ kéo xẻ với chị đúng không? Không sao nữa, cứ bọn không bắt anh nhé, chúc mừng cho mấy. Hôm qua chưa kịp ngỏ lời, hôm nay anh đã qua đời thế. Xin là xin vĩnh biệt cụ. Sao? Cứ ngỡ anh uống rượu say thế, anh chả vợ biết cam cay đắng đời. Sếp, em bật loa, bật radio lên. Thế là không giàu à? Anh nhét vào trong chứ? Để em. Để anh nhét vào đi, anh nhét vào đi, anh có không được đua em. Xe nữa à? Không được đua nữa rồi. Ok ạ. À. Không giống lắm anh ạ. À. Em đã bảo sếp rồi. Thì ai bảo sếp? Trời ạ. Thật à, chị bông này, chị đúng là bị bóng bú mà. Cứ thấy người ta rồi tớn lên. Đi anh ơi. Đi thôi. Ôi, anh ơi, anh đùa em à? Đâu giờ được làm về viện anh nhất đấy nhở? Em mình có cách nào dùng quan hệ để đăng ký được không? Em nghĩ xong được. Rồi. Úi dồi. Tao hỏi tí không phải có ai cưa bom thành công chưa? Có, sếp Huy chào anh ấy. Không biết đấy. À thế à? Vâng. Alo. Ui nãy giờ tao bấm nào, đéo trượt phát nào luôn đấy. Alo. Em mới chết sương sương hôm nay có 5 lần anh ạ. Làm giàu khó lắm, có dễ đâu. Tôi hỏi ngu là cưa xong thì được bao tiền vậy? Hình như là anh. Em không biết chứ. Nếu mà cưa thành công được 30.000 sếp ạ. 30.000 à? Vâng. Thôi bây giờ tôi bảo các anh không cần phải đi kiếm taxi làm gì cực khổ nữa. Các anh đợi tôi nằm hồi sức cấp cứu ở bệnh viện xong ra anh em mình cưa ngay cửa bệnh viện luôn. Kiếm tiền cho em công ty. Em còn quả sếp, sếp dùng không? Còn nguyên quả. Gọi hết anh em công ty ra ngồi trước cửa bệnh viện anh em ngồi cưa. Một ngày KPI mỗi người cưa được một quả là 30.000, cán bộ công nhân viên cho công ty là biên chế được khoảng 14 người, chia ra là cưa được 7 quả. 7, 3, 21 là một ngày kiếm được 210.000. Đấy, anh thấy giàu nhanh chưa? 5 ngày là có một củ rồi. Đúng, 5 ngày một củ rồi. Vinh à? Em đang ở trên đỗ chỗ đỗ xe. Viện phí sao sếp? Viện phí thì công ty thanh toán. Em gọi cho hội đăng ký cho bọn anh cuối đua nhá. Khoảng 10 phút nữa bọn anh lên. Có 2 xe, bọn có 2 team. Vòng cuối bọn anh lên nhá. Xe kia ngồi im xếp ấy. Khoảng 10 phút. Xe kia xe chở chị Bông thì sao, thấy tóc quen quen. Thì đúng rồi. Chị Bông có vẻ là nguy cấp hơn tôi, anh ạ. Sóng rất mạnh. Trường hợp ấy có vẻ là nặng hơn đấy. Chị em bị nặng hơn, nhiều mảnh hơn. Sắp đổ cả nốt cả 2 quả kia rồi đấy. Thế tôi có biết đâu, tôi tưởng chị có sẵn 2 quả, nhìn phát chị bảo anh có ra cưa bom với em không, đồng ý vội. Trời ơi. Ra chị ơi. Lấy ra quả khác. Em xếp đã cưa rồi. Em nhớ không nhầm, mà cưa bom ở chỗ công cộng còn bị phạt thêm 17.000 nữa cơ sếp ơi. May quá chỗ đấy ven ngoài thành phố à, anh ạ. À, tức là không phải đâu sếp ạ, hình như là tí nữa sếp nằm viện xong ra đến đấy là có người đến viết phiếu phạt cho sếp hay sao đấy. Đúng rồi sếp ạ. Làm gì? Cứ bom phạt bao tiền? 10.000 ạ. 10.000 thì đây có 4 người, mỗi người có 2.500, rẻ. Ok á, mà em liên quan gì đâu sếp? Em liên quan có được cưa quả nào đâu. Sếp đùa em. Bây giờ nếu như mà quả đấy tôi mà cưa được là tôi chia tiền cho cả 4 đấy. Ôi sao mà sếp biết được thì sếp. Bây giờ nhỡ tai nạn nó xảy ra rồi đấy, anh em phải chia sẻ với nhau chứ. Đấy thế mới là sếp cưa cả 3 quả chứ có phải sếp cưa mỗi quả đâu. Tôi mới cưa được 1 quả, còn 2 quả kia đã kịp cưa đâu. Tưởng cưa xong rồi. Ôi dồi ôi. Đây bác sĩ ơi. Bác sĩ ơi. Bác sĩ ơi, cấp cứu bác sĩ ơi. Bác sĩ ơi. Bác sĩ gánh hộ anh lên ra cái bác sĩ ơi. Các bác sĩ ơi. Các chị cảnh sát okay ơi. Bác sĩ ơi. Ui, chị ấy lọc ở đây luôn rồi. Đây, trong xe anh cảnh sát ơi. Anh giúp tôi đưa vào phòng cấp cứu với. Xếp tôi.
Kiu kiu. Tạ cưa, tạ cưa. Chị ơi. Anh đây đây đây, để tôi, để tôi, để tôi. Có bác sĩ. Đây đây, bác sĩ bế bế ông anh này, cứ để tôi. Bác sĩ làm luôn rồi được. Rồi rồi rồi, vào trong. Anh đưa vào phòng cấp cứu giúp tôi được không? Ok á. Ok á, bác kêu em đi vào đây. Anh ơi. Kiu kiu kiu, bác sĩ ơi. Người vẫn còn đây mà. Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi. Người vẫn còn đây mà. Anh kia đi đâu đây? Từ từ. Người ở đây mà anh. Anh đợi tôi tí. Vâng. Đây rồi. Cố lên anh ơi. Thở đi, thở đi, thở đều. Alo. Anh cảnh sát ơi, anh vác tôi vào nhà vệ sinh cho tôi đi đái cái đã được không? Bụt ỉa quá. Đây 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 anh ơi. Đi ỉa cái đã. Nhưng mà tôi bị gãy cả hai tay rồi, tí anh phải chùi đít cho tôi nhá. Anh đợi tí, anh đợi tí. Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? Bác sĩ ơi. Chết rồi anh ơi, cố nhịn. Anh ơi, tôi sắp ỉa ra quần rồi anh ơi. Cái này sắp ỉa ra quần rồi này. Thôi, đập bít củ khoai ngày mai đi ỉa được. Anh cho vào phòng cấp cứu anh ạ. Ôi ơi, anh ơi, phải ỉa trước. Em xin ở đâu ấy nhở? Anh ơi, tí không có bác sĩ đâu anh ơi, cho... Đây là phòng thay đồ, trời ơi. Đây phòng giặt. Ỉa mà mấy giặt à? Chắc thái là trong này à? Sếp Huy ơi, hang, sếp Huy. Đây nhà vệ sinh đây nè anh trai ơi. Đợi đâu anh chỉ tôi với. Lẽ anh này cần đi đái. Đây rồi. Anh tụt tôi quần ra cái. Đây anh ơi. Cơ mà. Mẹ ảo ai để bệnh nhân nằm thế này bao giờ không? Giá hấp lắm ở nhà cậu, tại vì đâu khó. Anh đợi tí nhá. Bây giờ. Sao bạn ơi, trái tròn tròn bây giờ. Anh ơi, chị mày to thế em ơi. Ơi đợi tí, đang ỉa. Xong rồi anh. Rồi xong rồi anh chạy chùi đít của tôi cái. Anh ngay lấy vòi xịt đít anh rửa sạch nhá, xong rồi mới chùi nhá. Nghe thấy gì nhở? Sếp ơi, sếp buồn nào? Ui ôi, thúi quá. Anh ơi. Ơi, ôi thôi chết mẹ đéo nói được nữa rồi. Sếp nằm nhà vệ sinh đây. Khó lắm bây giờ. Anh bảo mùa nó khó lắm. Cho đi vệ sinh ở đây ạ. Tay khô. Anh định làm gì sếp tôi đây? Ui. Ui nổ xe kìa. Lại có người nổ. Chết mẹ, có phần nổ taxi mình không nhở? Hình như thế. Ôi thôi à, để em check em, để em check nhất rồi. Đồng chí Map ơi, hãy cưa đốt quả bom trong này đi. Ôi chưa. Cưa không? Chỗ này là safe zone mà. Em ơi, cầm tiếp. Dạ. Đây đi chơi đi, chơi đi. Xe bác sĩ ơi. Tôi để cái này ở đâu được nhỉ? Để vô trong này giúp em. Để vô trong này giúp em. Ờ, tôi đây. Chết mẹ rồi, lại còn máu nữa. May quá, mình đi hiến máu mấy lần rồi đấy. 7 lần rồi sao ấy. Chắc có máu. Không biết đến sếp đâu. Sếp ơi, sếp báo gì đấy? Báo là... Sếp báo gì đấy sếp ơi? Mà cần phải truyền báo sếp báo gì? Đừng nháy mắt nữa sếp ơi! Trả lời đi, sếp báo gì? Thì em ra còn truyền máu. Sếp ơi! Lúc... À! Máu o, sếp máu o! Máu o! Đi. Có máu o quá, có máu o không? Máu o! Đây vào đây truyền, vào đây truyền. Anh vào đây truyền cho sếp. Sếp đợi tí em đi hiến máu sếp nhá. Ây da, sao đau như vậy? Đéo phải o. Bác sĩ ơi cho em hiến máu, đông chết. Ok. Đi ơi. Đưa anh tí vô đây, có anh sẽ xem trưởng rồi kìa. Ok. Anh chưa bom. Anh này quét xong chưa vậy? Quét xong rồi, anh em ra ngoài cho em đi. Sao mà tôi phải cảnh sát trưởng. Tôi cần điện từ bồi thường. Okay. Thì bồi thường đâu? Cho em. anh điếm à? Bye bye. Anh tôi một liều thuốc ỉa bác sĩ ơi. Anh ơi, anh ở ngoài giùm em, đợi em tí anh ơi. Ôi mẹ, mày bệnh viện có cả mấy cái thằng phát tờ rơi quảng cáo bí kíp làm giàu cái đéo gì vậy? Thôi, bán tù liều xuống ghế với. Mẹ, ám cay thế nhở? Chết mẹ rồi, đéo đúng nhóm máu thì sao nhở? À, ui dồi ôi, đây rồi. Ôi ơi, tôi khổ quá. Ôi, mẹ mày nằm một mình một giường luôn, không ai quan tâm đến tôi cả. Ôi ơi, có ai ở đây không? Bác sĩ ơi, y tá ơi,
À, chị ơi. Ô. Khổ quá. Không có người nhà chăm sóc, không có ai quan tâm với tôi cả. Người nhà quan lại để em đi kiếm cho anh trai. Tôi làm gì có người nhà anh ơi. Anh ơi. Tôi thấy có cái chị gì nói anh cư bom với chị gì đấy. Dạ, anh làm gì có anh ơi. Anh thăm người nhà đây, anh giúp tôi ít tiền về tí tôi còn mua cơm mua thuốc anh ơi. Bà chị của tôi cư bom chung với anh đấy. À thế à. Bà đấy rủ tôi cưa đấy anh ạ. Đấy đấy đấy. Anh là bà người nhà của chị ấy thì anh phải có trách nhiệm chứ. Anh đến mua tí đây. Nhà ạ. Bà ngu bà chịu anh trai ạ. Em chỉ có trách nhiệm chở bà đi thôi anh trai ạ. Ok. Tại vì chị em máu mủ cục thừa anh trai ạ. Anh ơi, em nằm bao lâu anh ơi? Anh chịu khó nằm điều trị khoảng 10 phút nhá. 10 phút nằm điều trị anh. Anh ơi, cho tôi sẽ ghi hóa đơn, chân tay không cử động được chi, ghi hóa đơn anh. Thì bây giờ xong. em nhét hóa đơn vô túi anh rồi tí anh thanh toán. Hóa đơn bao tiền anh? Cấp cứu anh là 1.800 với lại 200 tiền lấy 200 đô tiền lấy máu xét nghiệm nhá. Ủa thế em nhỏ máu gì vậy bác sĩ? Anh em trở lại. Anh nhớ máu A cộng nhá. A cộng của anh? Dạ vâng, rồi rồi rồi. Đúng rồi. Vâng, em còn biết. Thế là của em hết 2.000 này. Dạ đúng đúng đúng. 2.000 2.000 chia 4 mỗi thằng 500. Vâng, cũng rẻ, em cảm ơn anh nhá. Rồi em giấu đâu nhá. Vâng. Cảm ơn anh. Anh nằm nghỉ tí nhá. Em bận quá. Vâng. Anh có thấy đây rồi, sếp đây. Anh sếp xem là sếp ơi, mặt mũi sếp đâu nhỉ? Tao đây, tao nằm ở đây, mẹ không nhìn thấy, tao hay tao chết rồi. Nhìn cái gì sếp ơi? Đây đâu? Đây đúng không? Không sếp bị cái gì nổ mà sao nét bét hết người vậy? À, có bà chị mặc áo 2 giây rủ tôi đi cưa bom. Tao tưởng như thế nào, tao vào tao cưa vội, bà vác cái quả bom thật, cưa lúc nổ huỳnh cái. Ôi dồi, sếp tưởng là bom khác đúng không? Ừ, tưởng bom gì, tò mò quá. Tưởng bom silicone sao? May quá. Nằm bao lâu sếp? Nằm nhanh thôi, 5 phút nữa là xong rồi. May là không nặng. May viện phí cũng rẻ đấy, 2.000 chia 4 mỗi thằng có 500. Bọn em lên đi trước à. Ê, từ từ đã, khoan đã. Đi sớm đi. Sếp ơi. Bà chị em bảo sếp thanh toán hóa đơn cho bà luôn kìa. Ủa bà rủ tao cưa bom mà tự nhiên tao còn thanh toán được cả bà. Anh em cẩn thận đấy nha, bọn em đông người hơn anh. Thật anh như nào nhở, tiền của chị ấy liên quan gì anh là mang bom tới cho sếp em cưa là hơi sai rồi đấy. Em là em trai nhưng mà kiểu em trai máu mủ gục thừa nhá. Bà nhờ em đi chuyển lời thôi anh trai ạ. Máu mủ gục thừa thì kệ anh chứ. Thôi bây giờ thế này đi. Kiếm bà nằm bên đây nha. À anh Khôi. Em đây. Anh Mép, anh ra bảo với bác sĩ là chuyển cho tôi giường bệnh từ giường này sang gần giường của bà chị kia để tôi nói chuyện phải quấy. Chi phí okay, bao nhiêu sếp. Bọn tôi chịu chia 4. Rồi. Ê, vay, chia bay cho sếp cả. Thì cứ bảo chuyển đi đã rồi tính sau. Không được, sếp phải nói không rõ được. Gì. Chia 4 là bọn em không okay, đi đâu. Còn chia 4 thì anh đi hỏi hộ tôi xem là chi phí bao nhiêu trước đã, xong rồi tính toán tiếp. Rồi, đi. Có bác sĩ đâu nhỉ? Cô em nào bác sĩ đâu nhỉ? Đây, anh bác sĩ ơi, em nhờ thì... Sếp ơi, từ từ đại ca đợi em tí, sếp ơi. Cái gì? Em thấy một mức giá gọi là miễn phí là chuyển giường thì em chọn cho sếp mức giá miễn phí luôn là anh em đỡ mất lòng nhau. Ok, được. Ok, không, sếp? Okay. Đi, rồi triển khai luôn sếp ơi, triển khai luôn cho em ơi. Đây, giường có bánh mà, đẩy giường vào. Không, giường đấy nó bị kẹt rồi sếp ạ. Đây. Để đó xa, nằm lên đây nhá. Vâng, cứ nằm chỗ nào miễn phí được, anh ơi. Anh ơi, có chị hiến máu lâu lắm rồi anh. Em cứ chờ tí, chờ tí. Em ơi, chị ơi, chị ơi. À đây, có bác sĩ này đi này. Ủa kìa. Anh ơi, thông cảm, miễn phí anh ạ. Miễn phí, nằm đất à? Miễn phí nằm đất, thúc rồi. Qua nằm cùng giường luôn đi. Ôi, cảm ơn anh bác sĩ nhá. Chị học miễn phí thì chị có nha anh ơi. Vâng. Ý là đồng nghiệp vừa cưa bom với em đúng không ạ? Chị ơi, bây giờ chị giải quyết trách nhiệm đi, chị rủ em cưa bom rồi nổ bùm cái tiền nong nghèo chị. Ê, bây giờ em hỏi anh nhá, bây giờ cưa thì người ta phải biết một cưa chứ, bây giờ nó ghi bí kíp làm giàu, em có biết đấy là bom đâu, đúng không?
À, rõ ràng anh thì cầm mồm anh mở ra, anh ấy bảo là ôi sửa bí kíp làm giàu đây rồi, anh cưa, bây giờ anh đổ cho em. Chị ơi, lần đầu tiên em nghe bí kíp làm giàu ấy, chị tự nhiên chị rủ em vào bụi rậm cưa bom mà chị lại còn mặc áo hai dây thì em cứ tưởng là được cưa cái gì để vào em cưa luôn thì nổ huỳnh cái viện phí hết 2.000 đấy. Nhưng mà lỗi anh, đúng không, anh cũng ham giàu, anh phải chịu. Tao lỗi em, bây giờ nhá, lúc nãy em cưa em không trượt phát nào luôn. Em hỏi chị trượt mấy phát? Anh đừng có mồm điêu, tôi không trượt phát nào luôn. Nhưng chị lại mồm điêu, thế quả bom của chị lỗi à? Anh nhấn vào đỏ, anh nó xanh. Thôi rồi, chị ơi, ngày xưa tôi đi câu cá suốt thì cái trò cưa bom này tôi lạ cái gì? Thì bây giờ anh chọn đi, bây giờ xanh hay đỏ? Anh nhớ đúng là coi như là... Tôi toàn là xanh thôi, không đỏ phát nào. Anh đừng có mồm điêu, đỏ mới đúng, thế anh trượt là đúng rồi. Ôi kìa, chị này sao rồi? Chị là không biết cưa, chị thì người khác cưa bom, chị vớ vẩn. Chị là không có kinh tức cho cưa bom. Thế không đúng rồi, bây giờ nhá, đúng vào vạch đỏ thì bom nó không nổ. Anh chích vào xanh, toàn vạch xanh thì nổ, đúng rồi, lỗi anh mà. Thế là chị nhầm rồi. Thế sao chị nói có vạch đỏ? Sau khi chị bấm toàn vạch xanh thôi. Đúng rồi. Trả lời đi xem nào. Ừ, thì anh cảnh sát này được này. Đúng. Sao tôi lại sang nằm với cả chị này rồi? Mọi người ơi, cho sang giường kia chứ. Bây giờ tôi hỏi anh một câu thôi. Bây giờ một quả bom nó ghi bí kíp làm giàu thì tôi cũng có biết đâu. Tôi biểu thằng cu em kia nó bảo là chị ơi, mình sắp giàu to rồi, bây giờ phải hai người mới giàu được. Bây giờ tôi tìm anh, hãng taxi sắp phá sản rồi, tôi tìm đúng người còn gì nữa, đúng không? Chị buồn cười thật, chị tìm đúng người rồi đấy, nhưng mà chị không có hướng dẫn sử dụng. Chị vào cái tôi từ đầu, tôi ối rồi ôi, tôi không biết cái gì cả, may tôi vẩy nhanh. Thế là lỗi anh. Thôi bây giờ thế anh này phải đi. Hỏi tôi coi là tôi không, anh chị phải hỏi này. Tôi còn làm một sao? Cái quyển bí kíp làm giàu nữa, đấy là quả bom đúng không? Ừ. Ừ. Bây giờ chị thanh toán viện phí trước đi. Xong tí nữa tôi với chị ra cửa bệnh viện cưa lại. Nếu như cưa được, tôi chị chia đôi tiền. Còn nếu như mà nổ hết nữa, tôi thanh toán tiền. Ok chưa? Nhưng bây giờ bay lại anh thân trước đi. Tí okay, tôi là người nảy ra ý định. Chị còn quả bom nào không? Chị hết tôi đúng không? Đấy, tôi còn bom. Em bí kíp làm giàu rồi, tôi không có bom. Tôi có bí kíp làm giàu thì tôi còn rồi, bom. Giờ chị nghĩ xem, 30.000 trước mặt rồi. Tôi với chị có kinh nghiệm rồi đúng không? Ok, chị cứ thanh toán trước đi. Xong tí chị em mình cưa rồi. Bây giờ là mỗi người thanh toán hóa đơn người đấy. Nếu được tiền thì coi như là ok. Thế thì tôi đi chơi người khác còn hơn. Nhưng chị em mình hết ràng buộc, chị buồn cười thật. Anh thanh toán cho tôi đang ràng buộc tôi. Có duyên tôi không thích ràng buộc chị. Tôi nợ lên 2.500. Không. Khôn thế nha, anh quên tôi đây. Khôn như chị quê tôi thiếu gì. Thế sao anh lại còn rủ tôi cưa thì lần nữa. Chị rủ khôn tôi thế. Cưa trước, giờ tôi rủ chị cưa lại cho nó đều. Thế bây giờ cho một người ở giữa cầm tiền, anh chơi không? Giữa cầm tiền là nha. Thế bây giờ viện phí quả sau là mỗi người là hết 2.500 đúng không? Ai cầm tiền 5.000 đi, nếu mà được thì ấy không đủ chia là trả lại. Đấy, chị nhanh. Cưa là phải thành công với chị lại nghĩ thua à? Ừ, chị chơi rén thế, chị muốn cười thật. Tôi phải chơi. Thế bây giờ chơi không? Bây giờ tôi thanh toán viện phí cho anh đấy. Rồi, anh chơi, chơi luôn. Rồi, chị ra thanh toán đi, tí mà nổ tiếp tôi thanh toán cho. Mới cưa bom xong. Tôi nghi lời của anh lắm, tôi chả tin mặt anh chả uy tín thế nào à? Ờ, chị buồn cười là tôi đường giám đốc của hãng vận tải taxi lớn, tôi đi lừa chị làm cái gì? Nhưng mà ví dụ mà anh không cưa nữa làm sao, anh không chơi nữa làm sao? Ui dồi ôi, sao lại không chơi, chị buồn cười ra. Ta phải có lời đảm bảo chứ, lớn giờ có phải có nít đâu anh, để nói xuông ai chả nói được. Đấy, bây giờ có bao nhiêu, 1, 2, 3, 4, có cái cảnh sát ở đây, 7 người làm chứng rồi, hứa với chị là chị cứ thanh toán đi, xong rồi ra tôi sẽ cưa. Lời hứa, không được anh, không, tôi không tin vào lời hứa, cái gì tôi cũng phải thực tế. Đây, 10 người luôn này, thêm 3 người, thế bây giờ tôi phải làm nhau là chị tin nào? Bây giờ làm sao được, bây giờ thì tiền ai người thanh toán thì quả sau thì ví dụ như là nổ thì tôi thanh toán cho anh chơi không? Ồ dạ. Còn anh cũng lời, đấy đúng không? Nhưng nhớ chị không chơi nữa sao? Ừ. Tôi phải chơi chứ, hai người cùng cưa thì sao tôi không chơi được. Thế bây giờ chị cứ đưa 5.000 viện phí cho lần sau trước, bọn tôi cầm đi, xong rồi chơi, đấy, chắc cú chứ. Sao anh không thế, chơi. 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 Ok, chơi. Chơi. Cảnh sát là phải nói được làm được, bao nhiêu người chứng kiến. Ok, chơi. Chơi luôn. Chơi đấy. Tôi sợ gì, tôi chỉ thích làm giàu thôi. Răm okay. Ra quả bom này làm sao được. Nhưng mà chơi. Được tiền là chia đôi nhá. Chơi. Chia đôi đấy, chơi. Ok. Chơi đấy. Thì làm cụ lên nóc nhà rồi là nhau. Alo. Ai à, mẹ thằng nào đấm ấy. Bố mày biết bố đấm nó đấy. À đây rồi. À được. Được chưa? À, rồi. Chị này bị chôn chân à? Chị kiểu bị tối ra bị ăn cáng hay cãi chân. À, đúng rồi. Anh ơi. Okay, à, chị nhầm như nào, em làm gì? Chị xong chưa? À, 5 giây nữa tôi ra tôi cưa mày. Rồi, đi.
Ờ nhưng mà bác sĩ viết hóa đơn cho tôi rồi. Bác sĩ cũng viết hóa đơn cho tôi rồi, ví dụ tí nữa mà cứ lần sau, ý là lần sau. Rồi ok nhá. Đôi này thử anh xem vẻ muốn thử cả phát luôn không nhỉ? Em thử làm việc chung còn không thôi không nhỉ? Lỗi xuống thế hả? Để có cái gì mà chúng ta người ta gãy chân. Cho tôi cho anh dẫn đường đấy. Đợi tí tôi thanh toán cái viện phí xong đã. Rồi đây chị ra đây. Đăng một phần quảng cáo làm gì? Em ơi, em ơi. Lại hỏi em ơi đừng tán gái lên đi thôi. Gì đấy tôi mà. Anh xem mình có muốn làm quả với tôi không? Đi. Anh xem vẻn nhanh anh ơi. Đừng đua cặp rồi đâu ta. Kìa, lại tập trung lên thằng này vậy. Chị cưa chị tập trung đi nhá. Bây giờ là anh phải nhấn cái nào. Bây giờ thì hướng dẫn sử dụng là lần trước là ok rồi. Bây giờ anh nhấn cái nút nhớ là. Tôi nhấn vào. Là được nhá. Rồi tôi nói thật với chị chứ cái khe hẹp như thế nào tôi bấm được hết. Quan trọng okay, chị có bấm được không thôi. Thôi nhá, xếp nhá. Xếp thôi nhá, thôi nhá. Đừng có lọt khe nhá. À, thôi gì? Xếp đừng nghe lời dụ dỗ của chị này nhá. Mày tránh ra, tao kiếm tiền. Xếp ơi, xếp xa xa mấy con xe máy ô tô ra nhá, hồi toàn đấy. Xếp ơi, đi hẳn xuống ra dưới kia đi. Ừ, đi hẳn xuống dưới đi. Xếp hẳn xuống giữa đường dưới kia. Thế vào công viên cho đến có cả bồn tắm mất thứ. Đây được rồi, vừa đây được. Đây chị cứ cưa giữa đường cho tôi, xe nó đi hai làn hai bên nó không phải sợ. Được chưa? Xa nữa đi xếp ơi. Cái chờ chờ chờ. Không, nó không nổ xe được. Ông nổ xe được. Cái này sức công quá yếu. À, chị anh sẵn sàng chưa? Đứng góc này không ô tô okay. Nó đâm đấy. Ông đứng giữa đường không đâm được. Giữa đường không đâm được. Đúng rồi, giữa đường. May mắn nhé. Giữa đường không đâm được, yên tâm em cản cho sếp ơi. Chơi đi. Chị ok chưa? Ok nhá, chị tập trung này. Có phát là nhanh lắm nhá, chị phải bấm nó chuẩn đấy nhá. Ok. Cố lên. Chơi đi. Cứa đi. Kì kìm đứng xa tí đâu kì kìm ơi. Ôi giời ơi, thề tôi lạy chị luôn đi. Sao? Tôi biết hóa đơn phương ý cho anh luôn đã bảo rồi. Ui cái gì anh? Xong hết rồi. Mẹ mày khó thế nhờ. Mẹ có nhiều quả kiểu mẹ nó bị nhanh vậy cứt đấy. Mọi người đem xét chỗ đây. Vào luôn. Ui giời ơi, chị bấm kiểu gì, chị cưa kiểu gì, sai mẹ kỹ thuật rồi. Anh ơi. Không trượt phát nào luôn. Tôi bấm không trượt vào, tôi trượt đúng một phát, thề với chị luôn. Rồi, đứng quét đây. Xong anh rồi nói. Tôi còn không trượt phát nào, sao tôi vẫn nổ này. Anh chạy hết bây giờ anh chạy. Má cái trò này nó hơi nguy hiểm nhưng mà nó cũng cuốn đấy. Okay. Thôi tí nữa tôi phải tìm một đối tác. Con lại làm cái dịch nhớ lên, tôi không làm nữa, mệt quá, để tôi đi cưa bơm, tôi không làm nữa. Ô trừ này, anh chờ tôi tí. Ok, cậu qua với này, cái này là tôi bàn giao luôn nè. AB cộng này. Ê, tôi vừa nhận được cái bộ đàm ấy. Thì tôi lên làm luôn. B cộng này. O cộng này. Chết rồi. O cộng tiếp này. Tôi lấy sắp thành công rồi, tôi cưa 10 quả rồi. Tôi đang là cưa bơm lành nghề. Không, tại em bận ấy. Thôi chuẩn bị đi chơi tiếp anh ơi. Sao anh? Cưa 10 quả mẹ rồi. Cưa bom lành nghề. Chắc là 10 lần nằm viện mẹ rồi. Để em ra coi thử. Tôi có muốn đâu nhưng mà tôi phải làm giàu cho mới nuôi thằng con tôi được. Ôi Tạc cưa. Tôi bên nuôi thằng con. Tao khổ quá. Nhiều cây tạc cưa. Đúng rồi, cho anh ơi. Dạ. Ơ. Cái gì anh? Anh bác sĩ ơi. Đấy, anh lùi ra đi, anh nói hóa đơn. Anh cứu người kiểu gì. Chở bệnh nặng ấy. Sếp tỉnh rồi, sếp anh. Anh cứ ra đi. Sếp em tỉnh xỉu. Thợ khoa sợ hay là. Anh giúp đâu chưa nhỉ? Sếp chọn mục tiêu chơi cung. Viết hóa đơn cho chị tóc hồng ở đâu nhỉ? Chị tóc hồng đâu nhỉ? Đằng sau anh ơi. Từ bên cạnh. Đúng không?
Đấy, chị buồn cười là chị bảo cưa lần này chị thanh toán. Để thay đâu anh à? Đấy, cái câu chuyện này, cưa hụt hay không bỏ qua một bên đã. Từ A đến B, bây giờ giải quyết A trước. Đi đi. Có vấn đề bây giờ là ai chứ không có đơn này. Biết này. Chị là không thấy. À đây rồi, đây thấy chưa? Đồng chí có bia xong rồi này. Này. Chắc chúng okay, đua được mấy mùa rồi đấy nhỉ? Ông nằm ở dưới đây á. Có chức vô địch xong rồi sao sếp ạ? À thế à. Vô địch luôn đấy. Ơi trời sao được. Anh đi. Mày gọi điện hỏi xem cuộc đua diễn ra chưa, giờ này qua còn kịp hay không? Tao nằm một lúc nữa là tao đi được đấy. Thêm vài người đến đây rồi. Vẫn kịp. Hay quả gọi hội, anh hội đi. Em nghe nói vừa có vụ nổ ở trên chỗ cưa bom hay sao ấy. Vụ xe chứ. À ừ nhầm. Vụ nổ ở trên đấy. Hình như là không có thiệt hại về người. Ok, viết ra đơn là chị tóc tím nha, trong hồng anh trai. Chị tóc hồng là không chấp nhận rồi sao? Giờ anh chưa biết sao giờ. Ủa lúc đấy dạ. Mọi người làm chứng là chị thanh toán mà. Thế thì viết cho anh tóc, viết cho anh tóc dựng dựng này này. Anh cảnh sát là được là phải trả hóa đơn vì tội không quý trọng mạng sống 10.000 nữa mà anh. Cái gì? Tội gì cơ anh? Tôi không quý trọng mạng sống của chính mình anh ạ. Sao lại không quý trọng? Tôi quý trọng mạng sống của tôi lắm luôn. Anh buồn cười là anh nhắc chữ ở mồm à? Sếp em bảo thế, sếp em bảo thế. Sếp anh đâu? Em làm cưa bom nổ bên kia ạ. Ok hả? Sếp anh có quý trọng bạn sống đâu? Ra cái luật linh tinh. Nhưng mà cũng phải đóng 10.000 đây ạ. Anh viết hóa đơn cho chị tóc hồng kia tôi cái. Ok cơ. Chị ấy là không quý trọng mạng sống của tôi. Xuống gara 1 mà. Anh ơi, chị thanh toán tiền viện phí rồi đấy. Ờ rồi, ok. Bây giờ thanh toán cái tiền phạt rồi anh ạ. Ừ, đây chị thanh toán nốt mà. Để em vào thôi, để em vào thôi. Em cái gì đỉnh đỉnh ấy. Anh trai sẽ làm điều của tôi đấy. Ờ, chào anh nhá. Cậu lên đây. Anh đây ơi. Anh có phải là cái này là anh chị kia là không quý trọng sống của anh. Giả tưởng đây là một trò chơi giả tưởng. Anh đây. Ok sếp ơi. Anh ơi. Chị kia không quý trọng mạng sống của tôi nên là vé phạt phải viết cho chị kia là hợp lý à? Anh hiểu không? Thế x2 luôn đúng không? Nếu là thế thì không phải mạng sống của chị ấy mà chị càng không quý trọng, thế là tội là giết người rồi đấy. Thế anh phải hỏi chị ấy, anh đi hỏi tôi. Ờ thế. Đồng chí ơi, sếp vừa bảo đây là một trò chơi giả tưởng, không ghi hóa đơn đâu. À thế à, ư thế đấy. Sếp các anh còn nằm ở trên giường dễ đánh đạch thế quanh. Đều đây rồi, sếp em đều ở đây anh này. À đây sếp, ở đây. Sếp đây còn chơi bỏ sư nữa là. À anh Huy chọc đây à? À chào. Ồ, anh nghe sao bị nổ quả tim hay sao, anh gắn cả cái tim giả ở ngực cái kia. Quấy. Bị dăng miễn vào tim rồi đó. Giờ tôi mới dài lò phản ứng hồ quang á. Cho tôi hỏi cái là anh Huy, anh nãy tôi nghe lỏm được là anh cưa bom chuyên nghiệp rồi, thì anh cưa được quả nào chưa? Trời ơi, tôi cưa được 1-2 quả rồi. À thế à? Anh vừa vào viện nằm xong anh cưa được quả nào? Thì tôi cưa được rồi, thì bây giờ tôi cưa tiếp đi. Thấy bảo anh Huy chọc hôm nay nằm viện 20 mấy lần. Nghe sao lại 20 mấy lần? Mà cái đó là tầm anh bảo có là cần máu đây anh có cần một đối tác cưa bách phát đắc trúng không? Lâu lắm anh. Tôi đang tìm đối tác đấy. Dạ, nhưng mà tôi chưa tin tưởng cho cái người nằm viện lắm ạ. À rồi, tôi lại xin giới thiệu với anh chị tóc hồng ngoài kia. Chị cưa bách phát bách trúng. Chị này. Để tôi có nghe lớn thoáng á, chị bảo là chị kêu là màu đỏ là chuẩn. Là tôi thấy là không ổn rồi. Chị là bách phát bách trúng đấy. Chị toàn bấm màu đỏ thôi ạ. Đây. Chị bấm màu đỏ đúng không chị? Ấy chị, đúng rồi đó. Thế hôm nay chị cãi nhau với tôi. Cuộc là bây giờ lúc nãy là anh cưa xanh hay cưa đỏ? Tôi cưa đỏ. Ờ kìa, sao lại cưa đỏ? Thì nay cãi nhau chị bảo là cưa đỏ mới được thì tôi bấm phát nào cũng đỏ chót chứ. Anh ơi. Anh chị ơi. Nãy anh cưa bom á. Anh là chết lầy tôi á, tôi. Ờ kìa, tại cậu thấy người ta cưa cậu đéo lo chạy. Cậu không lo chạy. Tự nhiên tôi đi qua, tự nhiên anh cưa bom. Giờ chết tôi không có tiền trả tiền gì anh. Cậu không lo chạy đi, cậu đi lấy cậu coi là cái gì. Anh này lại không quý mạng sống này, anh này mới anh bị phán đáng ra tiền này. Biết loại đơn này. Đồng chí lên đây. Biết cái bàn cho cậu này. Biết loại đơn anh này không quý mạng sống này. Đây. Người ta đang làm giàu, anh tới anh coi là cái gì. Anh đứng xa anh coi không được ạ. Tôi đâu biết anh làm gì đâu. Chị Tóc Hồng vẫn làm giàu tiếp à? Chị Tóc Hồng có cần bom á, em đầu tư bom chưa?
Ui, chị mua 5.000 một quả hay mình đi đào xếp đi. Anh Huy collab với chị ấy là hợp lý đây. Đào bom ở đâu với anh? Có máy dò bom mà. Chả bèn thế nhờ. Bây giờ xếp hay chọc collab với người đi đào tư bom cho. Trời ơi. Uầy, đầu tư máy ở đâu đây? Mua có 1.000 một máy à xếp? Nào. Đừng nhận lời. Thế thì chết à. Cái gì đây? Gì đây? Anh mời tôi làm gì đây? Ok hả? Ok, đừng. Má đừng ngồi cưa đây nha, tôi sắp tỉnh rồi đấy. Đừng ngồi cưa đây nhá. Sếp sắp tạm chưa sếp? Chết cả bệnh viện đây. Không đây, cưa trong đây là chụp trong đây là bị phạt nặng lắm đấy. Đi ra ngoài không? Sếp có bao nhiêu giây tỉnh phát là mình làm luôn. Uầy, có bao giờ mà vừa nằm viện vừa cưa luôn được không nhở? Tiết kiệm thời gian. Ờ được. Thằng nào cũng lỡ rồi anh ạ. Anh đi ra mua cả bom, anh ngồi đây, anh em ngồi lên giường cưa có đệm này. Em đây. Bị bạn nó không còn tính bằng tiền nữa cậu ạ. Ít tính bằng nhiều thứ. Cưa thì tha em anh ơi. Em còn tận 300 giây anh ơi. Sếp thấy gì chưa? Đấy, tí nữa. Sếp tự biết xử lý như nào nhá. À, tôi nghĩ là tí nữa anh em nên đầu tư mua một thằng cái máy đi đào bom kiếm tiền được ấy. Đào bom đem đi bán. Thế bao Huy Chọc thu mua 10 quả bao tiền để bọn em tính luôn này. À, tôi không có thu mua, tôi đào quả nào tôi chơi quả đấy cậu ạ. Chặt thế. Mời xong chưa còn ai? Đây có chị tóc hồng bên này thu mua 5.000 một quả xếp ơi. Chị kia chơi đầu tư rồi tôi chơi không lại cậu. Rồi đêm mai tôi đi đào đã, mai tôi bán cho chị một chỗ. Để thế thôi em đi mua dụng cụ luôn nha xếp nha. Đấy đợi tí xong bây giờ 1 phút nữa thôi. Đợi xếp lâu quá. Đây xong bây giờ. À, tại bà chị kia bà bảo mẹ em cưa màu đỏ thấy bấm dễ quá phát nào màu đỏ. Đấy tôi nhớ là có cái nói anh đi đua xe mà đâu. Ôi kìa. Ôi con xe con đấu gì đấy. Con xe mà. Anh kiểm tra taxi đi không mẹ em nổ mẹ cả taxi ra bắt đền người ta. Đúng. Chiếc 8.000 bây giờ không ai được cưa mấy cái chỗ đó ra là cưa bấm vẽ thôi. Chị vẽ là anh nào ạ? Chị có làm lại được không chị ơi? Sếp ơi, sếp vẽ này có đem mà. May là mình nhập viện sớm, không có giường nằm. Xe vẹn nhập viện muộn, phun giường rồi nó phải nằm đất kìa. Anh cũng đăng ký mà. Bây giờ tôi nói câu nghe là bây giờ cái bệnh viện này hiện tại là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố mình. Mỗi ngày đều là hơn 100k. Đâu ạ? Không, buổi tối này 60k rồi. Nói một buổi tối thôi là 60k rồi. 2 tiếng từ 10 giờ tới 12 giờ là đã 60k rồi cậu. Alo bệnh nhân nghe. Em bé tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Bé lắc lên đây. Rồi, ok. Đi thôi, đi thôi. Ăn cuốc rồi. Anh có định làm lại không anh? À không, tôi không đặt nữa. Ừ. Chào tạm biệt anh nhá, không bao giờ gặp lại. Bye bye anh. Anh không cưa được anh. Anh không cưa. 80 giây thôi sếp. Ôi, nhanh lên. Sếp chào chị bên này này. Chị bên này mới là người bye bye, không bao giờ gặp lại này. Sếp ơi. Em kính chào chị bông cưa bóng á. Em mong là lần sau chị tìm được cái đối tác tốt hơn. Không, em bảo sếp ơi. Ê, sao chị? Cứ... Ý nên em có bom rồi, sếp cưa. Dạ thôi chị, rồi em sợ lắm rồi, em cưa đúng hai quả của chị thôi. Rồi, em chào chị, em đi đua xe đây. Sếp ơi, có một tin vui và một tin buồn, sếp có nghe tin nào? Có nghe tin buồn trước đi. Tin buồn là cái đường đua của mình đi qua một đội đang ngồi cưa, thế là nổ chết hết cả đường đua rồi. Ok à, thế còn tin vui? À, tin vui là mình lên là không bị muộn bởi vì đường đua đang về viện cấp cứu. À, yeah, ừ, thế thì mình lại lên thôi. Lên không có người đua. Từ đợi thằng Si Vẻn á, thằng Si Vẻn nó còn 30 giây nữa xong bây giờ. Đưa đi anh ơi, anh còn quả nào? Em tỷ lệ bấm 100% này. Dạ thôi. Anh ơi, bọn tôi đi đua xe đã xong rồi tí nữa bọn tôi về rồi anh em cưa chứ. Ok anh ơi. À, cày thế nhở. Em cưa được thuốc nổ để chế tạo súng đấy. Anh dạy giỏi quá. À thế à? Cưa được thuốc nổ à? Vâng, cái trong thuốc nổ mới nổ được bom nha anh. À ừ, hay nhỉ. Sếp ơi, đấy, con 33905 này của ai nhỉ? Của Si Vẻn hay sao ấy? Đây. Đi. Nó có xe rồi, mình đi thôi. Về đây. Si Vẻn nghe bảo cưa kinh lắm. Cưa như mìu. Thì anh Si Vẻn đấy cũng chỉ là đệ tử của chị Bông Bú Bóng thôi. Anh bảo cưa không trượt phát nào mà em cưa trượt 2 phát bom không nổ. Mau phát. Cái đấy như là đúng là phải không trượt phát nào, trượt là nổ. Đâu, nghe bảo trượt được 12 lần mà anh. 12 lần là cả hai người hay sao ấy. Ui,
Tại vì chiều em cưa với ông Huy nhá. Ông cưa kinh ngật, em cưa trượt 10 phát mà không nổ. Tức là ông ấy phải cưa chúng nhiều lắm đấy. Thế là cưa được không? Quả này cưa được không? Không, em vẫn nổ. Em vừa cưa với thằng Huy chọc em trượt 8 lần. Không, nói thế chứ, nãy tao cưa chắc là tao trượt khoảng 3 lần thôi. Mẹ à, bà bông kia bà đéo trúng phát nào hay sao ấy, để nổ nhanh vậy đấy. Bà trượt 9 lần. Ừ, tao cũng bấm chuẩn cực ấy. Cưa mẹ mà đường nào đường ấy nét căng đét. Em thấy cưa cũng không khó lắm nữa, tốc độ nó bằng câu cá đấy mà. Không, mà thỉnh thoảng có nhiều quả khe nó hẹp với cả tốc độ nó nhanh hơn, nó giật mình lắm. Cũng là làm giàu. Rồi tí tìm cả quả đối tác nào ừ, cưa đỉnh đỉnh một tí là tao nghĩ là trình độ tao là cưa được đấy. Anh có nhớ là có những người mạnh lên nữa thì anh ơi. Này hình như có phải là thằng Khoa có công ty mình đúng không anh? Đúng rồi, Khoa có công ty mình. Khoa có anh ạ. Kinh nhờ. Thằng đấy là mạnh lên nữa anh ơi. Thằng ấy đi với cái tốc độ đấy là sắp chết lão rồi đấy. Mọi người lên xe đi, mọi người lên xe đi rồi con sẽ có hướng dẫn nha. Mọi người cứ lên xe đi. Ô chơi luôn hả anh? Anh chào các em nhá. Em đùa với ai đây? Cả chị Loan. Đùa chị Loan à? Có ở trong thành phố nữa đâu. Rồi. Ôi giời ơi, mình biết chọn đồng đội đó. Chị trời ơi, chị ơi, chị. Anh đùa với ai đây? Anh mép. Anh xe bẻn có đây không ạ? Anh xe bẻn. Xe bẻn nằm viện đây kìa. Xe bẻn nằm viện đây. Ôi. Anh ơi, anh đùa với cả anh Ben à? Thế thằng Ben đâu đâu? Ai? Anh tìm đây. Chị Lan vô luôn, chị Lan ơi. Đợi chị Lan vô luôn, chị Lan. Có hai đội được vào vòng trong ấy. Anh cố lên nhá, không để bị lộn. Ui sợ. Đi dơ. Anh sẽ bẻ lên rồi, để cho bẻ. Còn nhiều nữa. Alo, sao đến sếp ơi? Mày lên chưa? Đến tên mày đến đua rồi này. Em tới rồi, em vừa tới không mày? Mày đua với ai? Em tới rồi, mà chưa có người đua chung. Đây, vào đây. Tao mày một cặp luôn. Đây, sếp ơi, vô đây, sếp. Đâu, mày đâu? Ở trong này, tay cầm điện thoại này. Tin nữa. Rồi, đấy, xong vừa gọi tên mày xong ấy. Em là chấp bà chấp, em là em gái của chị bé Lo. Ôi, em được có một điều. Phải lại đây. Sếp đưa nhầm xe hả? Quên, có thương điện. Đưa nhầm chìa khóa cho tôi hả? Mọi người biết đấy, tôi đưa chìa khóa cho. Đâu đồ tạp chí nhìn quen cực. Ủa ông đo bóng đâu rồi? Nhìn đều hot boy. Lên đi xem ơi. Rồi. À thằng đó báo tiền nhỉ? 100 xếp ơi. 100 nữa á. Xếp đi rồi. Cứ đăng ký từ đầu. Hẹn ở vòng trong nhá. Hẹn anh em nhớ nhé, tôi đang anh không vừa được qua tôi đâu. Anh Tùng bên chủ hãng cà phê Cứt Tùng đấy à? Đúng, tôi. Anh dạo này là lại đi cùng với chị Bông Cưa Bom à? Duyên nợ quá chị nhỉ? Thư ký của tôi đấy. Sếp bên đại đoàn taxi đúng không sếp? Đây là đợt 2 của mình có 6 tay đua thì mình sẽ lấy 2 tay đua vào vòng chung kết mọi người nhé. Mọi người chuẩn bị nhá. Thì Ven này không cần phải đi nhanh quá, đi đúng điểm và an toàn về đích là thắng rồi. Tao nhìn cái đường đua này tao biết ngày xưa tao đi một lần rồi. Ba vòng ạ, ừ, 3 vòng, cố lên. Đi đúng điểm nhá, đừng để sót điểm. Hôm nay lạnh quá, nay lạnh quá. Cái này rẽ phải này. Rồi, đúng rồi. Đừng để va chạm nhiều, đừng để va chạm nhiều. Đúng rồi. Rồi, cứ đi theo đúng cái đường mòn này thôi. Từ ngày xưa mình đua một lần rồi, nhưng mình đua ngược lại.
Rồi đấy, có người xòe rồi đấy. Đua 3 vòng cơ cho nên là tính về sức bền là chính, nên là không phải lo. Hai thằng đằng trước kiểu gì tí nữa nó cũng xòe. Đi chuẩn từng điểm một là được. Đừng bỏ sót điểm. Rồi đấy, hợp lý rồi. Đi đúng đường mòn đấy, xếp đúng đường mòn đấy. Hơi khó nhìn một tí. Húng thế nhở? Ôi, thằng này sắp xuống vực rồi. Tao nhìn tử vi nó là thấy nó không sống được lâu đâu. Thế bảo thằng này năm nay là số nó kỵ lên núi. Đi đi, không phải lo. Ta nhìn không nhầm thì một thằng bay mẹ xuống vực rồi đấy. Rồi đúng rồi, đúng đường rồi đấy. Cứ đi từ từ thôi, đoạn này dễ trôi này. Đoạn này trôi là ăn cứt luôn này. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Rồi, khoảng rồi. Đi đoạn này thẳng, đoạn này thẳng, đoạn này thẳng. Tên này hơi cua sang trái một tí. Đấy, thấy chưa? Chết mẹ rồi. Đấy thôi, đơn giản. Cứ đi đi. Thằng nó hút nhá, nó hút nhá. Rồi đấy, cứ cho lao trước. Rồi, nó bị mít một điểm rồi. Rồi không sao cả, mượt. Ok. Càng ngon, rẽ trái, rẽ trái, rẽ trái. Đi từ từ rẽ trái. Rồi xuống dưới rẽ phải. Đi theo đúng đường mòn là được. Mấy cái bụi cây, có cái gốc cây nhá, cẩn thận đâm vào đấy. Rẽ phải, rẽ phải, rẽ phải, rẽ phải luôn. Rồi đi theo đúng đường mòn đi. Đi thẳng, thẳng tưng, thẳng tưng theo đường mòn. Bấm H một phát để bật cái đèn pha lên. Rồi. Ừ, rồi. Bấm rẽ phải, 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 phải. Rồi đi từ từ thôi, cẩn thận. Rồi đoạn này đi thẳng tưng này, cứ theo đi theo đường mòn, nhưng mà đừng đi vội quá làm gì. Đi từ từ thôi, đoạn này có mấy đoạn dễ bay xuống á. Rồi đấy, tôi lại chết ở đấy. Như là nếu như tao nhìn không nhầm thì mình đang dẫn đầu ấy, nhưng mà phải đi cẩn thận, tại vì 3 vòng liền. Lên dốc theo đường mòn. Đúng rồi, đấy, nhìn thấy cái đường mòn trước mặt không? Rồi, đi theo bên trái, hơi trách trái một tí. Lên trên qua thêm một điểm này nữa, chuẩn bị rẽ phải. Điểm trên này nữa, rẽ phải gấp, đi từ từ thôi. Rồi, phải một lần nữa. Xong rồi đi thẳng lên trên. Thẳng lên trên này đường thẳng, nhưng mà lên dốc là đi từ từ thôi, cẩn thận. 4 điểm nữa rẽ trái. 3 điểm nữa rẽ trái. 2 điểm nữa rẽ trái. Đi thẳng lên trên. Rồi, rẽ trái. Rẽ trái này đường thẳng. Đường thẳng 5 điểm. Rồi, đi theo đường mòn, đi từ từ thôi. Đoạn này bên trái là vực gấp đấy nha. Xuống phát là ăn cứt luôn này. Rồi, đi xuống dưới. Đây không có xe đằng trước rồi, có một xe đằng sau mình thôi. Xe đằng sau nó đi cũng rén lắm. Rồi, đi đúng theo đường mòn, bên trên này rẽ phải. Đi từ từ thôi. Rồi, đoạn này đi thẳng, 10 điểm đi thẳng. Đi thẳng theo đúng đường mòn thôi. Đoạn này không được chủ quan nhé, đoạn này lao là xuống biển luôn đấy, không cứu được đâu. Rồi đấy, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, từ từ thôi, thật xuống biển đấy. Ngày xưa mình hay đua, nhưng mà đua theo chiều ngược lại này. 4 điểm nữa rẽ phải, 3 điểm nữa rẽ phải, 2 điểm nữa rẽ phải. Rồi rẽ phải đi. Cứ thẳng 4 điểm này. 2 điểm nữa rẽ trái. Rồi rẽ trái. Đoạn này hơi khuất tí nhá. Rồi đoạn này hơi dài nhưng mà đường nó rộng, cứ bám theo đường rộng này mà đi thôi. Có mấy hòn đá cẩn thận. Một điểm nữa rẽ phải. Rẽ phải có trước mặt tòa nhà. Rẽ phải một lần nữa. Đi thẳng ra đây chuẩn bị rẽ trái ra cầu. Rồi rẽ trái. Ra cầu. Rồi, đúng rồi, cứ đi từ từ cẩn thận thôi, rẽ phải. Đi thẳng theo đường nhựa này kết thúc vòng 1. Rồi rẽ phải vào cầu này, hết vòng 1 này. Rồi bắt đầu vòng 2 này. Vòng 2 lên trên này rẽ phải. Hả? Nhìn ra những đầu xa đấy. Đúng rồi, dẫn đầu xa mà, nhưng mà cứ đi cẩn thận thôi. Cái quan trọng là mình không ngã là được. Cái này mọi người hay bị vội nên mọi người bị tai nạn là chính à. Tí nữa đến vòng 2 mình đua cũng thế, mình cứ cẩn thận thôi. Đừng bị áp lực ở mấy thằng dẫn trước là được, cứ đi thẳng đi. Cái này thùng nó rộng. Đằng sau có một xe nhưng mà xa lắm. Ít một tắc. Đi thẳng đi. Hơi trách trái. Trái rồi, đi thẳng theo đường mòn lên trên. Bạn này vực gấp đấy nhá, cứ đi từ từ thôi, không có gì phải vội cả. Thẳng điểm này nữa rẽ trái, đi thẳng theo đường mòn, cứ đi theo đường mòn thôi. Rẽ trái, bên trên này rẽ trái luôn.
Đây, rẽ trái luôn theo cái bậc lên này, đúng rồi. Đúng rồi. Đây là rẽ phải gấp. Rồi, check phải theo đường mòn 4 điểm. 3 điểm nữa. 2 điểm nữa. Rẽ trái. Ở này gấp nhá, đi thẳng, đi từ từ thôi. Đi theo đường mòn lên trên đến cuối đường rẽ trái. Nào, đây là bị vội nhá. Ừ rồi cũng được. Đấy, tí nữa vòng thứ hai nhớ cái đoạn này mình cứ đi thế đi. Anh thấy có vẻ cắt được nhiều cua đấy. Ở dưới xa lắm. Ít dưới chân núi cơ. Rẽ phải. Rẽ trái. Đấy, từ từ nhá, đoạn này góc một bên là vực ấy. Trái phát nữa. Lên cao. Hai điểm nữa rẽ phải này. Rẽ phải luôn. Rồi đoạn này thoải thoải trên đỉnh núi. Đi từ từ thôi. Để anh để ý đằng sau nhá. Rồi, đằng sau không có ai cả, thoải mái. Đoạn này cẩn thận bay này, đoạn này dễ bay lắm này. Đấy, có một đôi chết ở đây đấy. Tí nữa đua vòng sau, đoạn này nhớ giảm tốc độ rồi nhá. Rẽ phải. Rẽ phải giữ phanh đây, đoạn này trôi đấy. Rẽ trái. Trái đi thẳng 5 điểm. Rồi đi thẳng từ từ thôi, đoạn này bay. Bên phải. Rồi, đấy. Đấy, theo đường mòn. Đoạn này cua gấp đấy nhá, trái lần nữa. Trái lần nữa chuẩn bị cậu phải. Rồi đi thẳng xuống cạnh phải. Rồi đi từ từ thôi. Ok, đi thẳng. Thẳng xuống này cua gấp rẽ trái. Xuống dưới này 2 điểm xuống cua gấp rẽ phải luôn. Xuống dưới cua gấp rẽ phải. Rồi. Đi theo đường mòn. 3 điểm nữa rẽ phải. 2 điểm nữa rẽ phải. Điểm dưới này rẽ phải. Rồi, phải đường thẳng cẩn thận, đoạn này dễ bay này. Rồi đấy, đi thẳng đi. Thẳng theo đường mòn nhưng mà đừng đi nhanh quá. Đoạn này bay đấy. Đấy, đoạn này bị bay này. Rồi, đi thẳng đi. Đi từ từ thôi. Đi đúng theo đường mòn là được. 5 điểm nữa rẽ phải này. 4 điểm nữa rẽ phải này. 3 điểm nữa. 2 điểm nữa rẽ phải này. 1 điểm nữa thôi, rẽ phải. Rẽ phải một lần nữa. Rồi, đi thẳng lên. Đi từ từ nhá, dưới này có một đoạn bay đấy. 2 điểm nữa rẽ phải. À rẽ trái. 1 điểm nữa rẽ trái. Đi thẳng lên trên. Rồi rẽ trái. Rồi đoạn này đi theo đường mòn nhưng mà hơi quanh co nhá. Bên trái là vực đấy. Rồi. Rẽ phải. Ok. Rồi cắt được. Đoạn này cắt cua được này. Rẽ phải luôn nhá. Cẩn thận đoạn này bay. Rồi đoạn này đi thẳng nhưng mà đường nó hơi quanh co một tí. Đoạn này dễ nhưng đoạn này có mấy hòn đá ở giữa đường, đi cẩn thận. Đâm vào cái là ăn cứt đấy. Rồi cẩn thận mấy con chó nha, đâm vào chó cũng bị ngã đấy. 3 điểm nữa rẽ phải. 2 điểm nữa rẽ phải. Rồi điểm này nữa rẽ phải. Chuẩn bị đến đến tòa nhà rồi. Và chuẩn bị kết thúc vòng 2 rồi. Đoạn này rẽ trái có một hòn đá ở giữa đường đấy nha, cẩn thận. Rồi rẽ trái một lần nữa. Con đá này đấy, đá giữa này hay đâm này. Rồi đi thẳng, rẽ phải. Rẽ phải một lần nữa ra cầu rồi. Rồi đi từ từ thôi, không văng mẹ xuống suối đấy. Ok, 2 điểm nữa rẽ trái ra cầu rồi. Làm được, bây giờ không có ai đằng sau rồi, cứ đi từ từ thôi. An toàn là được. Nhưng mà vừa an toàn mình phải vừa quen đường cho vòng đằng sau luôn. 2 điểm nữa rẽ phải này. Rồi rẽ phải luôn. Rồi ok, vòng cuối này. Rồi nha, đéo mít một point nào luôn nha. Thế này rẽ phải. Đoạn đầu này tí nữa mà lúc bắt đầu ấy, chúng nó hay đâm nhau ở đoạn đầu ấy lắm. Nên là cứ nhường cho chúng nó đi trước cũng được, không làm sao cả. Thôi đừng để chúng nó đâm hỏng xe với cả là mình bị bay ra là được rồi. Tại vì kiểu gì mình sẽ có lợi thế mà nó là mình quen đường với cả là mình có hoa tiêu chuyên nghiệp. Rẽ trái này. Đoạn này mà đi nhanh là sẽ bị bay một phát. Mẹ thẳng tưng luôn này. Đi cẩn thận thôi. Đấy. Rồi. Đoạn này cắt. Rẽ trái này. Đoạn này có một cái đường đi bộ lên này. Đi theo đúng đường đi bộ lên là được. Đấy đúng rồi. Cái này rẽ phải gấp này. Rồi theo đúng đường mòn lên là rẽ phải. Thẳng lên trên này rẽ trái. Cẩn thận bay.
Cái này là đoạn cắt đấy nha, cắt như lại xem nào. Nhớ. Ok, quay lại luôn. Đúng rồi đấy, chuẩn rồi đấy. Rồi, đoạn này cua gấp rẽ phải này. Rồi, đi thẳng lên trên. Rẽ phải này. Đoạn này bên phải là vực ấy nhá. Đoạn này đi cẩn thận thôi, cua gấp sang bên trái bây giờ. Cua gấp sang trái. Trên này cua gấp sang phải. Rồi, đi thẳng lên trên theo đỉnh núi. Đoạn này dễ bay nhá. Hai đoạn dễ bay nhất là một đoạn là ngay trước mặt này. Đoạn này sẽ bay vèo phát luôn này. Đấy, đoạn này mà lố ga cái là xuống vực này. Một đoạn nữa là ngay dưới ở đằng sau cái chỗ trạm biến áp này này. Rồi bên dưới này phanh lại. Xe trôi từ từ thôi, rẽ trái luôn. Rồi, đi từ từ thôi, đoạn này bay đấy. Ok, thả xuống này. Thật trôi xe nhá. Ok, rẽ trái. Hai điểm nữa rẽ phải gấp này. Một điểm nữa rẽ phải gấp này, rẽ phải gấp luôn. Nào đừng tham, tham như này nguy hiểm quá. Bên này rẽ trái gấp này. Rồi dưới này rẽ phải gấp này. Cẩn thận cái gốc, cái cây, cái bụi cây đấy hình như là có một cái gốc cây nhá, là sau đừng đâm ấy nhá. Rẽ phải này. Ok. Rồi đi thẳng hai điểm nữa rẽ phải này. Một điểm nữa rẽ phải này. Từ cuối này rẽ phải này. Rồi rẽ phải luôn. Đoạn này dễ bay nhá. Rồi đoạn này thẳng nhưng mà đường nó hẹp, cái này đi cẩn thận. Rồi, đoạn này cũng bay được này. Rồi đi thẳng xuống. Đi theo đường mòn lên bên phải này. Cua sang trái này. Ba điểm nữa rẽ phải. Hai điểm nữa rẽ phải. Một điểm nữa rẽ phải này. Rẽ phải luôn. Hai điểm nữa lên dốc này. Một điểm nữa lên dốc này. Rồi nốt điểm này phi thẳng lên dốc này. Lên dốc rẽ trái luôn. Rẽ trái luôn theo đường mòn. Rồi trên này quẹo phải tí. Rồi, đoạn này hẹp tối nhá, cẩn thận. Rồi đi xuống dưới, đoạn này có mấy cục đá. Rồi bên phải. Rồi đi theo đúng đường mòn thôi. Rẽ phải gấp, rẽ phải gấp. Rẽ phải gấp. Rồi đi thẳng theo đường mòn này. Rẽ phải này. Tôi dừng trái. Trái. Rồi đi theo đường mòn. Đoạn này bay nhá, cẩn thận. Đi từ từ thôi. Rồi ấn cái con chó ra. Một điểm nữa rẽ phải này. Rẽ phải này. Rồi hơi bon ga đấy nhá. Ừ đoạn này bon được. Một điểm nữa rẽ trái. Rẽ trái này. Rẽ trái này. Rồi đến nhà rồi. Rẽ phải cái nữa. Rẽ phải cái nữa. Rồi rẽ trái. Ôi trời ơi. Ok. Cẩn thận chém đầu xe lộn cổ bây giờ. Ăn bảy. Quá. Tuyệt vời, có xếp bảy nhỉ? Về thứ mấy bạn? Tuyệt vời. Về thứ ba, về thứ ba. Thôi về thứ ba được. Anh thôi chảo. Thôi nhá. Ăn thứ hai. Về thứ hai, xếp về thứ hai. Về thứ hai à? Về thứ hai, về thứ hai. Thế đội về nhất cách khoảng bao lâu đây? Cách khoảng 30 giây. 30 giây à? 30 giây. Ok. Nếu như mà tính theo cái thời gian lúc nãy vừa đua ấy, thì cái bọn đi đầu nó dẫn trước mình khoảng 30 giây. 30 giây có nghĩa là cái tốc độ trung bình của nó cao hơn mình một tí. Thì tí nữa phải một số đoạn phải đua liều lên một tí. Tại vì từ đến lúc vào vòng trong nó sẽ đua căng hơn nhiều rồi. Làm giàu xong rồi. Tớ chị buồn cười em đua xong đã. Chị trước đi kia rủ rồi. Nè tí nữa mấy đoạn nào anh bảo viết lên thì viết, anh nhớ đường những đoạn nào viết được rồi. Ok nhá. Cố lên anh em ơi. Quái rồi, cố lên. Ok. Cố lên bác ơi, cố lên bác ơi. Ui 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 ui. Ok xem ơi, em làm được rồi. Ok. Các người nhà mình đăng ký cùng. Trời ơi, nghe sao sao à. Ủa kỹ ra sai ta.
Công ty mình ai thua sẽ phải ngồi cưa bom nhá. Bạn này không thể chiến rồi. Nào anh ơi, anh công an. Đâu? Ôi đợt này phải lấy 4-5 chiếc. Em lấy 6 người. Này lấy 6 20 người rồi, 20 người rồi. Lấy 6 người, lấy 6 người. Anh đâu nhá, bảo sao. Đây anh lên xe ngồi đi, anh lên xe ngồi đi. Thôi. Tao có tay của tôi không thế. Sao khóc vậy? Anh mấy người đây? Sao đúng đấy. Đông thế gì? Đông cái này. Bao nhiêu đây người? Bao nhiêu cửa vòng khuyến mãi nhỉ? Đông nhà đúng thế chết. Đông thế. Cháu chết được 2 vòng đường đây ạ. Anh ơi giảm sợ chết 1-5 với. Thiếu 2 người. Thiếu 2 người chưa vào cuộc đua mọi người. Giảm ra mình cho được. Ờ cái heo bánh đá tụi trời thuốc mấy đây. Ông này đi chen nhau chết mất. Em lo chứ đừng. Còn thiếu một người đấy thôi cuộc đua. Chị nào cuộc đua vậy? Cho người ta đi trước đi. Ok rồi. 23 người rồi. Đâu? Không, anh ấy là anh ấy là không cần chứ. Phải nào nữa? Không, phải đâu mà. Anh ấy là nhau mà nó hơi nhau lắm á. Không phải nữa, mình nhắm anh á. Không phải nữa. Ủa sao quen tắt? Mất cuộc đua rồi, mất cuộc đua rồi. Ủa? Sao mình lùi xuống vậy? Mất rồi. Ủa sao mất cuộc đua rồi? Mọi người vào lại đứng đua đi, tại mọi người lâu quá đấy. Rồi em đang tham gia rồi ạ. Tham gia lại đi em. Okay, tham gia lại, lại tham gia lại, ra đi, ra tham này là tông của mình này, tông của mình này, tông của mình này. 21 người. Tôi tông của mình đấy. Đứng sao được đây? Sao đây? Lôi số đi anh ơi, anh chơi thế ai chơi lại anh? Đông vậy. Á thố bù hưu liền. Anh ơi, giờ cái xe sao lên cung nhé. Đi mấy nơi, đổ xe. Mất xe luôn, bỗng dưng mất xe. Mọi người ơi. Em phải đi qua mấy cái dòng mới. Mình lấy 4 đội. Ôi đủ 2 tương rồi này. 4 đội mà còn đủ 2 thành viên đội đi nha. Được chí đấy, thế được đấy, hợp lý đấy, được chí đấy. Ok, anh trưởng. Ấy, đợt này là lấy 4 đội mọi người nha. 4 đội mà còn nguyên 2 thành viên nha mọi người nha. Anh không nói gì đâu đó, em nói nha. Tại anh nói đây, bắt đầu đi. Từ từ Tùng ơi. Đi thôi. Từ anh ơi, từ. Ôi, anh Bép ơi. Được rồi. Mọi người đi. Ủa đã được đâu, nó vẫn đánh dấu mà. Ủa được rồi à? Được rồi, chẳng gì anh. Phải nè. Chậm thôi. Đấy. Ủa kìa. Ok anh này. Phải nè, phải. Ui, con nổ chết rồi. Phải, trái. Rồi, phải anh ơi. Rồi, chậm đi. Rồi, trái theo cái đường mòn. Yeah. Đừng cổ vũ cho anh mấy cái người này. Thằng bố chết mẹ rồi à? Bố chết mẹ rồi. Alo. Thằng này nói gì mà anh nghe được, còn nó nói gì vậy? Nó nói gì em không nghe tẩy anh ơi. Anh em xin đôi thì tao mới xin được tiền chị. Anh em xin đôi tao mới xin được tiền. Anh không nghe thì gì ạ? Mày bị Covid thì sao mày bị khẩu trang thế? Đây nè, anh có nghe chưa? Sao? Anh nghe chưa? Đấy, mày để nhá, mày để hình viết một kẻ này, 500 anh em này bị mày chuẩn nhiều kẻ về câu đấy. Thế em đấy cho nha. Anh bắt đầu, em bảo đấy.
Trời ơi. Ê à, mẹ Hoàng Nam Tôn với cả Chupa Chup mẹ dẫn đầu cơ à. Ui, chị Loan đi đầu rồi. Ui à. Ui giời ơi, ui giời ơi. Ui à, đau quá, ui hồi đau quá, ngã đau quá. Nếu mà mình đang có một hè đó. Mù hung luôn, mù hung. Thấy không à? Ui thằng kia cũng vừa xòe xong ạ. Ê chị Loan đang dẫn đầu à? Từ tôi tìm cách xem cách nào tôi soi được. Cái admin này nó hơi mới nên là nó đang hơi bị lỗi. Kinh nhờ, à, chị Loan đi kinh nhờ. Gớm thật đấy. Ăn nhau đoạn cua. Ua. Long hề vẫn nhất. Ôi ôi ôi. Trời ơi. Anh em lại bước thôi. Dạ em tên là Chúc Bạn Nhất. Mình đâu chung kết hết rồi sếp ạ. Dạ. 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 Thế là bọn em là đi như thế nào nhỉ? Em à, đi bình thường. Em đi bình thường cho xin anh nhìn á. Anh nhìn thế. Ai mà hô? Anh nhìn. Hôm nay đi làm về, hôm nay đi làm về muộn mà sếp đu thắng không sếp? Ờ thắng chứ, chuẩn bị đưa chung kết giờ. Cần. Thế bọn tôi cần một vòng nữa. Nghe không? Tính là phía sau này. Em ăn nhẹ cái gì đấy, lấy sức thì nữa còn bê cút ra. Phía sau chị có ai á? Ok, ok, anh đi. Đâu rồi, đâu rồi, cho. Cái sau lưng chị là đi cấp 4 rồi. Ô, bọn nó cũng vào à? Bọn thằng Quang Khôi vào à? Phía sau chị em vào anh dai ơi, vào chứ. Rồi, Khoa có vào luôn. Đúng chưa? Đói đến đây rồi. Tê mình là cũng đại chứ. Đua số 1 của cái hãng taxi mà anh ra. Chị Loan ơi, tự dưng mình đua với cả hãng taxi. Nhưng mà tự nhiên bị ba trong bực luôn. Chị che hả? Chị che hả? Bay bay sang hẳn núi bên kia cơ. Ý là chị che hả? Chị che hả? Tao vẫn thể chết được. Chắc được sao tao bay sang núi bên kia ấy. Anh em mình tí chơi chiến thuật đi. Là để hai xe tì đè cái xe của bên chị Loan. Còn lại một xe của hãng taxi mình đến nhất là được. Cũng hợp lý 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 hợp chơi đi chơi xe đi lên đi thôi sao gì chị gái em bản chiến thuật thì chị thế nào đây em vlog anh rồi em bên bản đang bản chiến thuật không chị... có cái gì văng về nó chin chin đâu chân nhỉ rồi tí mình đua xong phẳng đấy ủa lần mặt quá dạ mẹ ơi mọi người lại phải đánh nhau nhỉ đâu mày con đánh nhau nhỉ Em hết bánh. À không, bé này em phải. À, chị kêu bé này. Bé này có thuốc lá đâu, có hút đâu. Không, bé trong đường bánh hết bánh rồi. Bé không có bánh. Ừ, nhưng mà chị vừa đua xong là có thuốc thích thôi, ăn thuốc thích không? Hút thuốc vào khẩu trang luôn. Chị ơi. Công ty taxi đều đàn ông mà thua một người đàn bà như em. Em nói gì đấy? Em chắc chưa? Em đừng nói thế chó. Trời mình ơi. Còn đua vòng nữa mà bé. Nóng là vẫy hơi sớm nhỉ. Ủa? Xin thần vậy, thần đâu nhỉ? Bé ơi, bé.
Để đang thút thuốc. Thì thắng bé đi, bé cho hẳn 5.000. Thua thì đừng đòi nữa. Thua cho 60.000 chứ sao lại 5.000. Đây nào về số 3 ấy mọi người. Đợi tí xong đi cho bé chỉ cách kiếm tiền cho. Bé chỉ kiếm cho 120.000. Mọi người ơi. Hay ho nhỉ. Kiếm nhiều ấy. Đấy, bé còn 3 quả bom này. Cái đó về mọi người đợi nào về thứ 3 ấy nhỉ. 45 triệu 10 phút à. Anh mép rồi, đúng không? Anh đấu cơ bơm chưa nhở? Nhưng mà cưa nhào ấy, cưa nhanh lắm ạ. Rồi, mà cưa như câu cá. Dạ nổ đây ạ. Cưa như câu cá. Sao bé lại bị nổ? Ok. Bé mọi người ơi, bây giờ vòng chung kết của mình là sẽ bắt đầu từ cái mọi người biết bẫy gỗ mà. Mọi người cầm cái bẫy gỗ mà. Để. Ok. 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 Ok luôn. Mọi người tập trung với bên cái hầm, cái hầm bẫy gỗ mọi người nhé. Cái đầu hầm cho bẫy gỗ mọi người. Ok luôn. Đi bay. Thì vét đâu nhỉ? Đây, chị Loan đây. Đi đó. Đi à, đi đâu? Chẳng tìm đâu ra. Thế. Ai không có xe mình lên xe bus nha. Xe mình xứng lên mà mình có xe. Cứ tìm. Qua bao nhiêu đất đâu? Bus nào? Có xe đi xe, không xe đi xe buýt ạ. À, thằng nào đi xe nào về đúng xe đấy đi, không bị đuổi việc đấy nhá. Đi xe nào về đúng xe đấy nhá. Không xe về đâu nhá. Rồi, đây, nãy đi với anh Linh mà. Rồi. Bố nữ cửa viên vô địch này. Ui rồi. Anh chỉ cảnh sát là cho em đi kém. Hầm bãi gỗ anh trai. Đúng rồi, bãi gỗ đi, hầm ở ngay đấy mà. Xe này chở như là chở bé vô địch thế nào á. Đang lái ngang dốc thấy anh mới chạy qua. Ui khoảng khó. Ui anh em mình bây giờ tông luôn là trừ một đối thủ. Sao đi được kia nhỉ? Ok, à. Mình đi theo nó làm gì? Ông tưởng nó lên trên đấy. Ok, ơi, mình đi đường của mình chứ nó đi đường sai rồi. Nó chạy đường sai, nó lại quay lại. Trời ơi. Đi thẳng ấy, ta chỉ đường nhá. Ok, xem này, em chủ quan quá, em tưởng khoa có lên, chỗ đấy nó đua. Đấy, đi theo đường vẽ. Mày anh. Nghe thèm ăn vịt nướng thế nhở? Hay là... Ê! Ta làm tiếng. Đang hơi mưa sao đúng không? Mưa à, đúng rồi, xếp đi xếp tầm này. 3 giờ đi luôn, đua xong cái đi luôn. Ghép cái đường này thành phố mãi em chịu sửa chữa thì bụi mù. Đường rừng bánh trái. Nó lên đường nhựa đấy chứ. Lên trên núi mà anh. Núi rác nhựa, chảy hết nhựa. Vận chuyển vật liệu lên đây để làm đường khó lắm anh ạ. Nó khắc nghiệt. Ui con hiêu này. Có con hiêu bánh khuyên nhỏ. Ui, hiêu mới xếp. Ngoan ngoan quá. Có hiêu mới. Bảo vâng. Xe công ty mình chạy trước đúng không? Đúng rồi. Xe công ty mình chậm vai biểu. Ui giời ơi. Thằng đằng sau đi ép quá xem ơi. Anh Mac và tí anh mang xe đi sửa trước khi bàn giao cho công ty nhá. Xe đằng sau đi ép quá xem ạ. Em ơi đi em vô địch nhòe tiền sửa xem ạ. Thì anh này lái được không nhỉ? Các anh không cần vô địch, các anh vẫn có tiền, yên tâm. Ui giời. Sao thế sếp? Tôi còn 3 quả bom. Ui, sếp phát cho anh em 3 cặp, mỗi cặp cưa phát. Ai ra thì chia lại cho công ty. Công ty vào được à? Con rồi. Ui, tè nhau. À, tì nhau. Tè nhau. Tè nhau. Ý là tì đè, tì đè, ý tì đè. Đâu rồi. Mình cất xe chứ. Ủa, đến đây chưa? Đúng chưa? À, hầm này à? À, hình như từ hầm này sao? Đúng rồi. Cất xe đây. Chắc phải cất xe ra ngoài này xem ạ.
Tôi thấy cất xe mà. Rồi rồi rồi. Em đeo khẩu trang sếp. Ô kìa, mẹ em cho xin cái khẩu trang cái. Ủa em hết rồi, ai còn khẩu trang không cho sếp, em hết rồi. Bèn ho lắm. Ai có khẩu trang không cho xin cái khẩu trang với ạ. Em có sếp ơi, em có. Đây sếp ơi. Đeo luôn đi, thằng kia đã ho lại không đeo khẩu trang, lên đây tham gia. Xe này nào, ý thức đi, ho đeo khẩu trang rồi đi. Mới bị lây bệnh đấy. Đây, ra đây tao còn cái này. Cho khẩu trang luôn. Ba liều mới hết coi. À, thuốc á. À, đó. Khẩu trang thì tao có. Lấy okay. Thuốc ấy còn 3 liều này, có uống không? À, lấy về đây. Em lại cho thuốc tamarin thì thôi. Đâu. Đây em ho lại vừa tắc đít. Ở đây. Cái gì? Em gửi anh này này. Chắc nó không được đâu. Đấy. Rồi, ok. Luôn nha. Ba tổ chức đã. Chị xích nhiều chứ. Đây, có mua có cục luôn rồi thôi. Vô, sếp ơi, sếp ơi. Ba rồi. À, nhà không hai đúng không ạ? Đúng. Xuống máy. Tạm mọi người, mình có ba giải hay là muốn dồn hết giải nhất nha. Ba giải dánh. Ba giải đi. 123 cái checkpoint. Oh my god. Quá trời ơi. Ba vòng mọi người nha. Ôi, ba vòng cái này á. Thế đu lên bao giờ? Sếp check map nè, sếp thấy là nó hoàn mèo lắm đấy. Rồi, rồi, ok, thấy. Cái này người ta xuất phát rồi, xong anh lại... Ôi, chắc tây ơi. Ba vòng này điên mất đấy. Thật là nghèo, nghe. Có thể đổi tí mọi người, hai vòng mọi người nha. Cái này hai vòng hợp lý rồi. Hai vòng thôi. Ba vòng là chết. Hai vòng. Có gì có cần phải tham gia lại không anh? Có cần chỉnh lại không anh ơi? Khảo ơi. Ủa này thằng taxi đua xe mới đọc mới sai. Cố lên sếp ơi, đừng làm em thất vọng. Em xem đường đua đi, dân tư ơi. Mày ngồi đây. Mày có đua đâu, ngồi sao mà. Chú ơi, cố lên, đội cảnh sát có phải tham gia lại. Cố lên. Chú ơi, bọn 4 bọn cháu có vui. Ui dạ, hát màng đấy. Chị phải cố lên. Chú Steve phải cố lên. Ông nào làm vô tính thế. Chị phải cố lên. Cô xin mẹ mà sao mà sao mày đại luôn á. Ừ, xa lắm luôn ý. Rồi. Các bạn này nói trong tâm trí mình này. Công lực này sếp. Đúng rồi, nên là đua đường xa. Ok, tao rõ đường đua rồi. Okay. Câu chuyện của đường đua này là không phải là ăn nhau lúc xuất phát mà ăn nhau đường dài. Ui, lý thuyết. Chuẩn, sếp ơi! Chuẩn, sếp ơi! Cảm ơn anh Moi ạ! Cố lên, chị Long ơi! Đúng hết ý em! Thì anh cố lên! Vâng ạ, em xem từ đấy giờ mà em... Chú! Con thế, Giang Tì ơi, con thế! Nó hơi là hơi căng thẳng. Cái này nghe được rõ. Chuẩn bị sẵn sàng, mình chuẩn bị bắt đầu nhé! Sếp bệnh nghe rồi, nghe rồi! Bắt đầu mọi người ơi! Mọi người may mắn nha! Chuẩn bị nghe rồi! Cố lên, sếp Moi ơi! Quên mất mạnh không luôn anh nhỉ? Lên đây coi ơi! Chơi đi! Đi ra được! Đấy, mặc nhẹn đi! Ok, không sao cả! Ốt! Nhớ được nhau anh! Đó! Đi thẳng ra cửa hầm! Trong vùng an toàn đó! À, có đoạn này có đoạn bay! Cứ mặt bay ấy, dạ trái! Ok, đã phải luôn! Rồi, dạ trái! Xuống đây, cua gấp dạ phải! Rồi, bắt xong rồi, đi. Để trái.
Rồi, bạn này đoạn thăm bà nhớ đường rồi nhá. Đoạn trên này dễ bay mà kiểu gì có thằng chết này. Đi từ từ thôi. Rồi. Cẩn thận có thằng hút gần sau đít. Ô, chạy chạy. Cái này bay này, còn này bay này. Từ từ thôi. Rồi. Đi. Chạy trái. Đi thẳng này bay phát nữa này. Đấy, một thằng xuống rồi đấy. Rồi, chạy trái. Cái này chạy phải, có đoạn bay. Cái trên này chạy trái. Không bay được, bay chỉ có lên núi thôi. Ok, hay đấy. Thế chạy phải luôn, cẩn thận bay. Bay đấy. Chạy phải luôn, bọn thằng còn nghèo nhá. Rồi, đi thẳng lên trên đi. Chạy mất đà. Rồi, dạy trái gấp này. Cái này dạy phải này. Đi thẳng dạy trái này. Ui, đoạn này khó thế, đoạn đường này chưa đua rồi luôn. Đi thẳng, dạy phải, dạy phải, dạy phải. Dạy phải phát nữa luôn. Rồi, dạy trái, đi theo đường mòn này. Rồi, hai thằng bay rồi. Trước mặt còn một xe thôi nhá. Dạy trái. Dạy trái, rồi dạy trái. Rồi, đi theo đường. Đường rộng. Chưa đoạn nào bay cả. Đi đi, dạy trái. Rồi, đi thẳng. Con này giảm tốc một tí. Dạy phải. Đi dạy trái. Cái này dạy phải nhá. Rồi, đang đứng thứ hai. Dạy trái. Cái này cua gấp ấy. Cứ lên đi, cứ đi đi. 3 điểm nữa cua gấp. 2 điểm nữa cua gấp. 1 điểm nữa rẽ phải. Rẽ phải. Rồi không sao cả, không sao cả. Quay lại, quay lại, quay lại. Có đường quay, có đường quay, có đường quay. Quay lại đi. Ok. Xếp ơi. Rồi, rồi. Ok á. Trời ơi, chị Loan ơi. Em chơi á. Trời ơi. À, à chị Loan ơi, em. Trời ơi chị huyết quả ơi, ơi. Anh mỗi xếp hàng chứ em chưa lên mà. Trời ơi thề. Chị đụng quả đấy thì không cứu được. Bảy ơi! Bảy ơi! Ô kìa! Bảy ơi! Sao rồi sếp? Cái dốc ấy lấy đà lên được. Nhưng mẹ chị huyết em quả bay mẹ xuống sông thế. Nhưng mà em phải từ từ từng người lên. Ôi, bóng hết rồi. Chị Loan ơi. Bóng hết rồi. Em hỏi vậy. Phê vậy. Đổi đổi, đổi lại lên với ở sẩm sao rồi. Bết, bết nhào rồi. Còn Su Linh mà đúng không? Ủa, sao 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 đứng đây rồi. Dạ, con đang đu mắt đáy quá về đá. Ủa, sao 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 đu đây đứng đây chứ vậy. Ôi, chú. Ôi, chú. Ôi, chú. Không thể tin được. Chú. Chú đang đam mê tốc độ lắm. Chú đi nhanh vậy. Ủa? Chị Loan ơi, ra kia. Chú, sao chú ngồi đây? Hai vòng nhanh dữ ta. Quá đầu cao thật á. Dạ, ôi gạch đây rồi. Thôi đi, ra ngoài. Loan ơi, ra đây Loan. Chạy hai vòng. Lấy Loan em ơi. Thì là kỷ lục rồi đúng không? Mà nhanh nhất rồi. Thôi chú ra nhận tiền về thôi. Về đây. Được được, cái này em tự tin lắm. Tự tin nha. Em tự tin, em tự tin lắm. Tự tin nha. Không, mày không biết, mày không biết bấm. Được rồi. Tự tin nha. 100% nha. Em biết. Được được, 100% luôn. Em cứ được một quả rồi nha. Lượn ra chỗ khác đi. Cái dẹn. À sao đây chú đâu? Trước đường đu chú test lại lần nữa rồi, tốc độ như cũ. Tốc độ như cũ nha. Chú có bom không?
Cô chú có, chú có, nhưng mà chú đây mới test rồi. À, đây, đây. Thằng rơi, một thằng rơi trong, thằng rơi ngoài ạ. À, được hụt 12 lần đó, tổng 2 người đó. Yên tâm, được, vậy. Làm được. Máy anh thoải mái đốt rồi nè. Thoải mái. Thích thở sâu là làm được. Ủa nhìn đây. Dễ bấm mày, dễ bấm mày. Được, nào. Được. Do it. Let's do it. Trời ơi. Oh no. Mày phải miss 7 lần, tao miss có đúng 5 lần. Bé ơi. Bé. Ơ, cứu bé với. Bé có ổn không vậy ạ? Ủa, có anh kia đâu? Trời ơi là trời. Dưới luôn. Trời ơi. Cậu ơi, cậu đi taxi không? Cậu ơi, cậu đi xác cấp cấp cứu không? Cấp cứu gì vậy chú? Anh kia thằng bên kia luôn à. Ê sao vậy? Mày xa đi. Giấu xa. Mày mặc đồ kia luôn. Ê chị Loan ơi, nhận lại con em út đi chị Loan. Loan con chúc với chúc đi. Ủa lúc rồi tôi miss chắc là khoảng 5 lần thôi đúng không? Phát đầu tôi bị giật mình. Mẹ mấy phát sau thì có một quả miss ở nhanh quá đéo bấm được. À. Chú xe bến. Ê, ông kia làm quả 7 lần liền ạ. À. Kéo thì đỡ được. Nãy ăn một trái, giờ anh mau ăn thêm trái nữa không, là không, tụi không, mình không đi xử anh thôi. Ra bệnh viện xong rồi qua bên cảnh sát lại nhận bằng khen. Dễ chú ạ. Dễ khi mà chú tìm được một đối tác hợp lý. Còn cháu thì sai lầm rồi. Cậu miss bao nhiêu cái? Nhưng mà là do anh miss mà. Cháu miss có 4 cái chú. Ủa, thằng cậu kia giãn tết với chú, cậu chỉ miss có 2-3 lần thôi à. Không, nãy thằng kia nó phải miss 8 lần lấy chú ạ. Mà miss bao nhiêu lần là được? 12 lần là nổ. 12 lần là nổ à. 12 lần mới nổ đúng không? Trời ơi, ai gọt bom ở đây không nhỉ? Thôi chị ơi. Thôi à, thôi đây thôi vậy. Đấy là em can chị nhá. Thôi, kinh nghiệm là thôi. Đấy là mọi người can nhá. Người can đấy. Xin nể mọi người đấy. Bé ạ, nể mọi người bé ạ. Gọi bác sĩ cho bé với. Ơ, bác sĩ gọi rồi mà. Gọi thần cứu vào đây. Thấu. Bây giờ hết ngay cổng hàng. Điện thoại. Đúng có 3 lần à. Cậu xòa đúng rồi. Chú Don nhận lời mời của con chú Don ơi. Chị thoát đi. Nhận lời mời vậy. Hả? Cơ. Mọi người ơi. Chị thoát thôi. Có ai có xe không? Phải tìm một người. Phải tìm một người nào đó mà ấy ấy. Á nhìn sợ thì chứ. Bom nổ mà chụp hình đúng không á? Chụp hình đúng không? Mày cảnh sát kìa. Không có làm gì đâu. Chú nói thiệt. Làm giàu đi. Không được, chú đang nổ cho này. Trời đây. Chơi thiệt không? Bây giờ cảnh sát đây cho hai bé về bệnh viện với. Đi. Nè. Cho hai người về. Bé kia đi đâu rồi? Về bệnh viện chơi, cậu bé ơi. Alo. Mẹ vô lý thế nhở? Đúng không? Tôi đúng 5 lần. Thằng 7 thì nó đéo nó điêu rồi. 7, 3 lần, 8 lần đã nổ. Đừng, nhét vào là kẹt đấy. Thang đi. Trời ơi. Kẹt bé rồi. Lì. Kéo xe có trong này đâu. Gì đấy? Đang bảo là để phá khóa thằng xe này. Từ đúng rồi, đừng nằm chung cho nó vui. Dại dột quá. Nghe. Nhét anh ấy vào luôn đi. Rồi, ok. Có điều gì anh này cũng không nhận dạng được đâu anh ạ. À. Em sao nối cho ông luôn. Ok, chọn nằm chung nhìn tôi mới là. Vâng, hóa đơn ghi cho hai bé. Từ nay trở đi tôi sẽ là sếp của hai taxi. Để ra anh nào. Mày bị đuổi việc. Mày phải bị sếp. Kéo ra đi. Tại vì không biết tới nơi mà còn hăng quá. Kéo ra đi sếp. Trời ơi, ai ngồi kế bên vậy? Ai ngồi kế bên vậy? Anh ơi, để em bắn con anh ra xem. Đứng.
Quăng anh nghỉ ngơi rồi. Không quăng ra được đi rồi. Bắn ra đi, bắn cho nó rớt đi. Bắn điện đi. Đi khiên nó về, bắn nó rớt đi. Ôi cái gì kìa? Cái gì đó? Lật xe bây giờ. Lật xe bây giờ. Đẩy xe lại. Đẩy xe lại. Đẩy đi. Đồng chí ơi, tôi lạnh quá. Thế còn anh này nữa này. Đã lạnh nhá. Nhét vô đây rồi. Anh ơi, sao đây anh ơi? Đi xếp. Đây còn một người nữa mà, còn một người nữa này. Ôi anh ơi, mọi người còn một người nữa. Còn đây, có anh xong, nữa này. Xong rồi xe đi, xong rồi xe. Đây, cho anh về, Con xe chết anh ơi, lại nhầm xe rồi. Xe chết. Đâu. Đây, xe đấy. Xe số 1, xe 123. Ok. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhá, anh vừa làm suýt làm chết một mạng người rồi đấy. Ok ạ. Đây là tôi. Em kiểm tra nhưng mà không đủ xe. Em là người thân của hai anh này về đến đây. Trời mưa bão không? Ông trời không muốn anh về rồi. Trời ơi. Bây giờ mà anh lao xe xuống vực rồi này. Chết mẹ rồi, mất tích rồi. Đi luôn cả đám vào rồi anh ơi. Mình làm tiếp. Làm tí đi. Khi thành lập mẹ một hội cưa bom kiếm tiền nhỉ? Thì có vẻ nghề làm giàu dễ này. Thì người nhà của anh ổn không anh ơi? Hả? À? Nhà của anh cô ổn không? Đâu đây, phải người nhà em. Nãy em bấn quá em đi ké về chứ. Ừ, anh vừa bảo người nhà mà. Thì nói thế mà anh mới cho đi chứ. À, anh xuống đây đi bộ nhá. Được, cỡ lỡ rồi ai quan công giữa chợ đấy. Tải thêm người thêm nặng anh ạ. Anh chịu con xuống đi bộ tí nhá. Ui giời ơi. Mẹ à, mấy ông cảnh sát. Mẹ à, mà tội lạy ông luôn. Nhanh, bắt vào. Anh nghĩ cái này cứu không được đâu anh à. Anh trong heo ngồi mấy ở ngoài đường nằm vậy. Ôi, nằm ngoài đường cho nó mát. Cho nó xem nó đâu chị ơi. À, đoạn này đoạn. Ôi đoạn này đoạn chú vào bay đây. Có làm sao không? Ông chỉ kiểm tra hai kia có làm sao không anh ấy. Anh này có bác sĩ kiểm tra chứ. Tôi làm sao biết kiểm tra làm chứ. Anh kiểm tra xem hai. Nãy giờ im lặng là biết tắt thở trong lúc trên đường về rồi anh à. Giờ phát nữa là confirm luôn á. Tôi chậm hơn tí. Nãy giờ đi nhanh quá. Ui, Quang với cả Lê Khôi về nhất kìa. Kinh nhờ. Ê, mẹ mấy ông cảnh sát này đưa về phát mất cụ 1/3 não. Bác sĩ kiểm tra xem như hai anh. Rất đau đầu. Sau khi bị thương một nào, tôi thấy một anh nè, Hai. Đâu, nào nữa? Đâu? Anh đây anh xem có bác sĩ khác thấy được không? Không thấy luôn, chịu luôn. Anh có thể anh hãy tác động vật lý nhẹ cái vô anh đó không? Lục sơ đi tôi đưa ngại quá. Đúng rồi anh vậy. Không thấy luôn, thấy mỗi cái bóng thôi. Để người thấy có chắc hình kia. Nếu mà lộn giường thì mình lại thay đổi vị trí. Dì ơi. Sao em bị cầm lên cái luôn. Bác sĩ ơi, cứu em với. Bỏ xuống. Anh chỉ cứu em. Bỏ xuống anh Nhi. Đứng xa ra bỏ xuống.
ghê á. Cứ bơm sét đánh. Tôi sẽ bị sét đánh. Bây giờ nó có rồi xong rồi. Không, tôi chịu nhá. Tôi chịu, cái này tôi chịu. Hôm nay là cầu siêu cho các linh hồn làm giàu không thành công. Tùy quả đấy, có quả nữa 30 phút mới kêu xong là linh hồn làm giàu không thành công đấy. Nghe chị. Tin cơ thử không? Đây này, gửi lên mời luôn này. Quỳ chắp tay hai, quỳ chắp tay hai. Thành Phong nha các bạn nhiều. Màu trắng. Lộn vừa kìa lộn. Trời ơi. Sao quá? Mọi người ơi, ơi tôi khổ quá mọi người ơi. Hôm nay tôi nằm viện 3 lần rồi. Làm lễ đi ạ. Mọi người ơi. Đúng, trong tất cả thành mọi người đang thành tâm ngồi ở đây cho tôi hỏi là có ai cưa bom thành công chưa để tôi có một tí hy vọng. Có rồi anh. Có em. Có một chuyên gia cưa thành công rồi, được 20.000 hay sao? Ui thôi. Ai cưa được 20.000? Em. Cứt. Ui. Ông thần ơi, cho hỏi bên ông thần nói đi, chính xác bao nhiêu lần thì bom nổ? 12 lần. Thế thì ông sai mẹ rồi luôn, tôi cộng được có 8 lần. Tại sao 8 lần đã nổ rồi, có bom ông bị làm sao đấy? Cái này tính toán chắc luôn. Cái này là toán học cao bằng đấy anh. Đồng đội anh ăn gian rồi, đồng đội anh với ít chứ là 6-7 lần. Sếp ơi, sao sếp làm đây rồi sếp ơi? Trời ơi, tao bị đóng lừa. Vô thành tâm vô. Khiếp này cái rung cả đầu. Tao đã chết đâu mà chúng mày thành tâm. Trời ơi. Xin gì xin đi mọi người ơi. Xin xí quý, xin xí quý đi. Xin gì xin đi mọi người ơi. Mày thành tâm lắm rồi đó. À, mày thành mông rồi đó bé. Phải đi ăn vịt bé ơi. Em đang thành tâm anh ơi. Đấy là thành mông. Bé ơi đi ăn vịt không? Tôi cuối tuần này tôi sẽ thay mặt ban tổ chức tôi đưa câu hỏi cưa bom vào chương trình ghế nóng. Sếp ơi, có tin vui sếp ơi, có tin vui. Tại sao chúng ta không thi cuộc thi cưa bom nhỉ? Tin vui gì? Sếp ạ, có tin vui. Em với Quảng về nhất giải đua xe vừa rồi. Được rồi, thanh toán viện phí cho tao cái. Sao anh? Ờ. Như nào Quảng? Thành tâm vô mọi người. Xin phí, xin phí cho đoàn phát triển. Hả? Em bật lên ngó gì đó vậy? Anh đang thành tâm em mà. Em sắp tới yêu cầu chính quyền thành phố tổ chức hội thi cưa bom là hợp lý này. Không những có cưa bom còn có cả chuyền bom nữa. Anh thích chơi bộ môn nào? Thôi. Chuyền bom. Chuyền bom hay đấy. Chuyền cả thành phố. Chuyền bom giống như hot potato ấy. Tôi không phải tôi che cậu nhưng mà cậu xe vẽn là người từng thành công cưa bom đó. Thành vật. Trời ơi. Bây giờ anh lại hỏi lại mày một lần nữa xin vẻ đã. Chỗ anh em làm cùng công ty đồng nghiệp lâu năm với nhau, mày cưa trượt mấy lần? Nói đi. Vẫn là 3 lần liên tiếp. 3 lần liên tiếp là nổ đúng rồi. Thì có sang kẽ mà không nổ. 12 lần nhưng mà phải sang kẽ, 3 lần liên tiếp là nổ. Có công thức hồi sáng mà. Anh tâm đồ. Cưa nhiều đến mức mà thuộc cả công thức là cũng thuộc dạng đỉnh chuyên gia đúng không? Đây. Chuyên gia Messi tờ rồi. Ô thế là 3 lần liên tiếp là nổ à? Đúng. Mẹ thông tin mới đây. Xì vét ơi. Tao biết rồi, tí nữa phải làm lại. Mọi người ơi thôi đừng thành tâm nữa mọi người ạ. Thành tâm cái gì hết rồi ạ. Hình như nạn nhân chưa thành khẩn đúng không? Đúng rồi. Cái này là chưa tu tâm dưỡng tính này, chưa hoàn lương. Đúng rồi, vẫn còn nghiện lắm. Mấy cái nghiện như thế này là hỏng rồi. Nếu không chúng ta ra ngoài kia làm cái kẹo bao có thành công hay không thành công đi, tỷ lệ thành công là 1 ăn 10 nhá. Ôi. Còn không thành công là 1 ăn 1 nhá. Cưa bom không xong đời không nể. Ôi nghe kèo này ngon phết. Tôi nói cậu chứ là tôi cưa với cậu ke dễ nó. Tôi nhà cái luôn yên tâm, tôi nhà cái uy tín, nhà cái số 1 thành phố. Là tụi tôi mít chưa bao giờ quá 4 luôn á, cả cái 2 cộng lại á. Cậu không tin. Ý chú với nó ra cưa cháu ngồi xem nào.
Trời ơi. Trời ơi. Chú ơi, em cứ dài dài. Bây giờ nha. Các chị di chuyển ra ngoài cho sếp em nghỉ nhá. Tí sếp em có lấy sức đi cơ bom. Các chị ơi. Anh nghe gì thế không cần loa. Hip hop này ngoan bí rồi. Sao loa chẳng nghe thấy gì cả. Đây đây, em biết đâu mà. Sếp ơi, còn làm bao lâu sếp ơi? 300 giây. Một ngày. Sao lâu thế? Dài cái này. Sao tao biết chứ, mình hỏi bác sĩ hỏi tao. Anh à, bác sĩ ơi, có cảm thời gian làm viện của bệnh nhân này được không ạ? Ai muốn làm anh ơi, điều trị kiểu gì, ơi. Cơ sở vật chất trong hành trang ấy, anh điều trị nghiệp vụ kèm. Kèm là mà kèm cho nó 10 phút nữa bác sĩ ơi. Ừ, chắc là 5 phút nữa đi. Người ta nổ mỗi cả bom, anh bắt nằm bao lâu. Tôi khỏe, tôi công hiến, tôi còn cưa bom được. Thả tôi ra. Ok. Thả tôi ra. Ui giời, anh này bác sĩ thực tập. Trời. Đó. Có đấy, cái này hên xui đấy. Theo sau khi được lại đi. Nổ rất là nhiều lần. Lại. Đây rồi sếp, cho nên đợi 12 giờ luôn. Ráng lên. Mày à mày, ở đây tao cưa phát là được luôn này. Ráng lên. Giữ ngã tư luôn. Đây, đi ra đây. Tư là cái nơi đầu tiên em thành ca luôn rồi sếp. Đây. Đúng chỗ này. Chỗ này có bị xe cán không ta? Không. Ừ, chỗ này không cán được, chỗ này không cán được. Đúng không? Chơi. Được kìa. Mấy người, cái này chỗ này xe rẽ đấy. Khoan, xích lên chút xíu thì ngon hơn nha. Đây, chỗ này. Đây, đứng thẳng nhau là được. Xe nó không rẽ. Rồi. Đứng đúng vạch vàng đi. Anh luôn. Sẵn sàng chưa? Rồi, sếp ơi. Rồi nha. Anh thì đừng mở nhạc. Mẹ thằng nào mở nhạc hồi hộp đấy, mẹ đã hồi hộp lắm rồi. Ừ, mở nhạc cũng hồi lắm rồi. Này nhá. Không mít quá 12 phát tổng. Không mít quá 3 lần. Ok chưa? Đúng, đã ok. Ok chưa? Để xem anh. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng này. Do it! Xin ra tử lần cuối. Let's do it! Go! Thế đúng 3 lần luôn ấy. Ủa sao vậy? Ôi. Ờ chạy đi. Đây là em 6 lần rồi sếp ạ. 6 lần ta 4 lần mới là 10 lần. Ok. Không, cái này là tới 6 lần rồi. Ui thế quả này tôi cưa chuẩn lắm rồi luôn ấy. Trời ơi, như vậy chứ mày. Cày thế nhở. Hai người thử xem lại xem có lần nào mà hai người cùng sai một lúc không ấy. Là có thể là nó sẽ như cộng vào thêm lúc đấy đấy. Làm gì có chuyện đấy. Trời ơi. Đúng rồi, nãy gần hơn nửa đường. Cứ mỗi lần mà mày hiểu không, quả đấy anh bấm chuẩn dã man luôn ý. Mà vẫn chưa có lời giải. Bấm đều rồi. Cậu bên bác ông này vô đi, bác ông này vô đi. Vào đi. Vô bệnh viện bái tiếp mọi người ơi. Mai là còn vác được ấy, không mà lấy bọc ni lông ra hốt rồi. Khó hiểu nè. Tôi thấy nó chậm lắm luôn á. Nếu không có muốn anh bác sĩ ơi, anh bác sĩ
Em nghe anh ơi. Anh bác sĩ có cần làm dịch vụ cho hai người này không? Để tôi làm dịch vụ cho người hai người này thử lại đi. Không, hai người này nghe vẻ cay cú quá. Ai tư nhờ. Tặng anh đây. Ờ nhá, dùng dịch vụ nhá. Dùng dịch vụ xong rồi các anh ấy nhá. Các anh ghi hóa đơn nhá. Ok anh. Đừng dùng dịch vụ anh ơi. Dùng dịch vụ bao tiền à? Em lại lao vào con đường đấy. Dịch vụ bao tiền đấy để tôi tính em có kéo được vốn được em nha. Thôi được rồi. Bây giờ thế này. Nãy mày sai mấy lần? Em 6 lần. 6 lần liền. Đéo sao sao tận 6 lần. Gần ở sếp đó là được nửa hơn nửa đường rồi đó. Tầm 20 cái nữa là xong rồi đó. Không quên được anh ạ. Vẫn tiếp tục à? Bây giờ lần cuối cùng nhá. Được thì được, đéo được thì thôi, mình thanh lý hết số bom của công ty nhá. Vẫn còn là cuối cùng. Ừ. À, cuối cùng. Anh á, dịch vụ à, anh để đấy tí bọn em cưa xong bom em thanh toán nhá. Dịch vụ VIP. Ok luôn nha. Anh ơi, người chết làm sao mà thanh toán được. Này sắp đi phát nữa rồi. Nhạc buồn thế. Nhạc áp lực lắm đấy. À, tại sao thế nhở? Ui, nãy tao cưa cẩn thận kinh khủng luôn, từng đường một. Không thể tin được. Anh ấy, à, cho đi nhờ tí. Cơ bom chuyên nghiệp đi nhờ tí. Nhanh vậy? Dạ. Đấy, chờ nó thì nhìn gặp tay quá. Cái này xin một quả anh em cũng làm tí đi. Em mới đưa cho anh một quả rồi. Xếp. Còn không? Còn không? Hết rồi. Xếp được đi được không? Sao giờ mới được quả? Mày đừng cả tao. Nhạc áp lực lắm đó nha, mấy bạn ơi. Chơi không Ben? Xếp. Thôi anh, bấm có được đâu. Rồi, tao biết bình rồi. Vậy, bình tĩnh vậy. À, tao hiểu rồi. Mà sao fail vậy? Tại vì tại cái nền bê tông này nắng nóng ra giữa gốc cây dừa cho mắt. Đi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Ok nha, lần cuối cùng nha. Ok. Sao lần này mít nhanh thế nhở? Ôi ôi, sao lần này nhanh vậy? Mẹ ơi, bình tĩnh. Anh thất bại rồi. Ôi, nhanh quá vậy. Mẹ ơi, bình tĩnh rồi bà. Chị ơi. Hốp vô, mọi người. Hốp vô, hốp vô. Trời ơi. Bày mít mấy lần vậy? Mấy lần vậy? Mọi chừng rớt con tay, con chân gì lại, nó hốp vô mọi người. Hai lần à. Về mình mai lại. Hai ba lần á, ba lần, tầm ba lần á. Mày quá, lầm được tại Di Trúc rồi. Là lần cuối cùng rồi em biết. Ông anh kia cũng phải là 7-8 lần. 7-8 lần. Đéo đến 8 lần mày bị dở hơi à. À, Vitamit có 7 lần. Tầm 7 lần. Ôi, 7 lần rồi. 7 lần là cúc rồi đó. À, thế nãy trò kè quá. Ra rồi tiếp đây. Sao vậy kia vậy? Lần cuối nhá. Ôi cậu ơi. Không. Đúng ạ, bọn cháu sai. Bị gì vậy? Ở nền cỏ nên là nó bị chập. Kíp nó tự kích nổ. À bên đây. Hình như là hồi nãy bay cái não sao đến nè. Thế mày sao lần lại rồi lại. Mà nó kín đáo mà vắng vắng heo, xếp lên tầng thượng bệnh viện. Không qua luôn. Không được nữa anh ơi. Không lên được. Ở đây à? Tao thử không có được nè. Anh ơi bây giờ nhá. Chui vô nhà vệ sinh công ty mình. Kín lắm. Nổ hết xe công ty sao? Không, không nổ ra được. Không. Rồi, nó phải là ở chỗ nền bê tông. Bê tông nó ma sát, ở đây nó ma sát. Lần cuối cùng nhá. Đúng lần cuối cùng nhá. Mẹ. Đây. Đúng chỗ mình chết. Cách ra đây. Ok. Đoạn này đi. Thẳng ở đây không? Chỗ này là chỗ em thành công này. Đâu, chỗ nào thành công?
Ngã tư này à? Ừ, từng, đúng rồi. Đây, để đi đây đi. Ở đây. Đây. Được chưa? Nhà cái ca này hơi căng, nhà cái không dám chơi. À, đề nghị mọi người tắt các thiết bị phát âm thanh, loa đài các thứ đi để cơ thủ tập trung nhá. Sẵn sàng chưa? Em lại sẵn sàng rồi này. Anh sẵn sàng rồi này. Dô lên ơi. Trời nhá. Lên ơi. Do it. Do it. Chặt tự. Tao biết nguyên nhân rồi, xỉ ven ơi. Tao quên tắt khử tăng cưa nên là nó bị giật. Đồ cao cực luôn anh ơi. Không, tao quên tắt khử tăng cưa nên là nó bị giật. Thực sự là như thế luôn, giờ tao hiểu cơ chế đó rồi. Lặp lại lần cuối, khẳng định với cả các bạn luôn, tôi nhớ luôn. Tao nhớ rồi, ngày xưa hồi đi câu cá tao phải tắt khử lá cưa đi thì nó mới mượt được. Em nhiều phong lại xếp tao vô phong rồi. Ừ. Rồi, lấy lại sự tự tin của Quỳnh này. Đúng rồi đấy. Lần rồi. Do it. Chắc là lần này. Ok nhé. Lần rồi xếp. Thằng nhấn kéo. Được. Chú đô mày, nãy con. Không, cậu lại rồi. Tôi hỏi cậu môi á. Ông chú ơi, nhiều quả bấm nó hên xui quá, tại vì cái khúc của nó không chạy mượt mà nó cứ giật từng phát một đấy. Lỗi cháu, nhưng mà quả này cháu biết rồi, chắc chắn là không sai được. Tái đấu. Sao hình như là Toby thì ra vui, sao cái hai này cứ ra đi vào hoài ấy nhở? Đây. Đứng này. Ông trời đã đánh dấu rồi. Chúng ta sẽ ngồi ở hai chấm vàng này. Đúng. Rồi. Ok, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Ok. Chắc chắn là được nhá. Được. Để đi xem ơi. Do it. Mình lại tại sao anh? Tại sao vậy? Anh ơi, thiệt kinh nghiệm là gì anh? Công thức thì kinh nghiệm là như nào anh? Công thức bây giờ là sao anh? Tao còn lại hai quả bom nữa. Tao đi mua rồi. Cậu ơi, cậu nên đổi người đi. Không hợp tuổi rồi, không hợp tuổi. Mùa đâu? Này là em nghĩ là do trời nắng nó nóng ấy, mình phải trời mưa mình cưa mới được. Thêm trời mưa thêm tí nước vào. Đúng rồi. Trời ơi.
cho trời mưa đi. Không, trời mưa là nó giật đó, trời mưa nó giật không, hơn giật, đó. Mưa không giật. Rồi bị bệnh nữa nè. Bị bệnh nữa đúng rồi, bị bệnh nữa đó. Nhiều cái... Nãy giờ không máy rồi xe vẽn. Đéo rồi chú. Nãy mày sai khoảng 3 lần đúng không? Thôi khoảng 5 lần. Thế thì nổ là đúng rồi, tao 7 lần. Ôi 7 lần là nhiều lắm đó. 7 lần là nhiều lắm luôn á. Trời ơi chú ơi, những quả khó thì làm được, nhưng những quả dễ không hiểu sao toàn bấm trượt tề. Những quả khúc của to đùng với mẹ bấm toàn trước với cả bấm sau ạ. Có mấy cái quả khe nó hẹp bé tí phát nào bấm cũng được ạ. Bực thực sự. Tôi nghĩ là cậu chỉnh cái bắt rau á, tới chỗ nào nó tỉnh á. Cách gọi là chia bị sai liên tục ấy. Thằng không thể đỡ à? Tôi tài trợ rồi, tôi tính toán hết hóa đơn rồi. Mẹ, lần cuối cùng à? Còn hai trái mà sao lần cuối cùng nữa? Không, em nghĩ lần này là xong rồi chú. Lần này chắc chắn là phải được. À biết rồi, tại nãy mình rẽ phải đấy, giờ mình rẽ trái đi. Rẽ phải có vẻ là nó không hợp phong thủy cho lắm. Cứ bơi phải không thấy hết bơi. Đấy trời nó bắt đầu nó dịu à, nắng trời rồi mưa này. Rồi đấy. Ồ nắng ok. Nắng mà vẫn nóng à. Trời này hợp lý này. Mà cho nước la vi nhá. Lại ra kìa. Thế nào chào tất cả mọi người đã đến với các cơ thủ nhá. Quyết tâm là không hụt cái nào luôn này. Không, quả này không hụt được. Mày nhớ nhá. Một cái quan trọng nữa là cái cam hiểu không? Một là xoay hẳn xuống đất cho nó đỡ giật, hai là xoay hẳn lên trời cho nó đỡ giật. Mày bò vào đây ăn cứt à? mạo hiểm anh ơi. Ok chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Do it. Anh ơi em mang túi này, tí chỉ việc bác tiền và bỏ tiền vào đây thôi là xong này. Thích thế. Chơi anh ơi. Chơi chưa? Chơi đi. Con cứt rồi. Bình tĩnh xem ơi, bình tĩnh làm được. Kéo được. Cay thế nhở? Trời. Anh thấy là kinh nghiệm lần này là gì anh ơi? Yêu hiểu sao mấy cái bé thì bấm được, còn mấy cái to không thể bấm được nhở? Bực thực sự. Chắc anh đang ngủ vùi đâu đó. Thếp ơi. Thế anh rút ra được kinh nghiệm để lần sau anh chơi tiếp chưa anh? Kinh nghiệm của tao là tao còn một quả cuối cùng. Em đã tin khi người ta đồn anh là thánh câu cá nè. Hai anh này chắc phải xem tuổi nhau rồi. Cứ nơ vào nơ ra thôi. Sếp ơi, anh vẽn mình mệnh vậy nha. À nó cứ để. Mẹ sao có thể như thế được nhở? Vô form một cái là mình về đích luôn. Ừ, vô form cái mượt cực nhá, vào combo ấy. Tao biết rồi, lúc nãy là tại thằng quả. Tự nhiên nó vào nó đá một cái, hai thằng không ngồi đối diện nhau mà tự nhiên ngồi mỗi thằng một góc. Thế là cưa, đường cưa nó bị lệch. Đấy rồi. Chú ơi, may mắn hay chú ơi. Còn quả cuối cùng nhá, lần cuối nhá. À, cuối cùng lệch. Đây. Ngồi vỉa hè đây, hợp lý đây. Quả giữa từ lúc này. Quả cuối cùng rồi nhá. Ôi dạ, đấy, em đưa cho anh đấy. Đây, khoa có ổ quả nè anh ơi. Rồi, quả cuối cùng, mẹ quả đéo được nữa thôi đấy. Được chưa? Ok anh ơi. Ok nhá. Bình tĩnh tự tin nhá. Ok anh ơi. Do it.
thể. Trời ơi. Ui, cưa lâu lắm rồi đấy. Phải tắm 80-90 lần vậy anh ơi. Anh ơi, anh có muốn chơi tiếp không anh? Không, 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 không. Trò này lừa đảo rồi, không bao giờ cưa được quả bom này. Ăn bên này, ăn bên này. Ây à, lời của anh đấy. Ui, tại sao lại như thế nhở? Không biết chú ơi. Mẹ thằng cháu giải thích cho chú là tại sao lại như thế cháu. Ủa sao con biết, nãy giờ chú chết mấy lần rồi? Chú mới chết 2 lần. 2 lần? 2 lần mà thấy con ăn hóa đơn 5-6 lần rồi. Sao thế nhở? Mẹ ông thề quả đấy cưa vãi cả cứt rồi đấy. Naruto. Ta bị lừa rồi. Sasuke. Chú ơi, nãy cháu cưa không trượt phát nào, cháu cưa mượt cực. Chú thấy nãy cưa lâu không? À, nhưng mà tôi nghĩ là được á, nhưng mà. Chú ơi, nãy cưa lâu lắm rồi mà có được đâu? Quả bom nãy bọn cháu cưa phải 3 phút. Ừ, 3 phút là thành công rồi đó. Cứ nãy giờ 3 phút. Anh có 1 phút rưỡi thôi. Em đếm rồi. Ui, nãy cưa lâu lắm luôn ý. Nhưng mà đồng đội của anh cưa chệt nhiều quá. Nhưng mà cậu có tin tưởng không? Cậu tin tưởng thì tôi xin phép thử với cậu một lần thôi. Thôi chú ơi, để hôm khác. Cháu tầm này chân tay cháu vừa rụng rời hết rồi, cháu không bấm vào nữa. Chú. Đâu. Ừ. Vô, tôi tin cậu Ben. Chúc chú may mắn nhá. Cố lên chú ơi. Tôi địch. Đây cho hai người đối diện nói chuyện dễ nha. Không, cô với cậu Ben. Cậu Ben cưa cho Ben đi. Hơn. Bây giờ chú Ron nói thật chú Ron nhá. Bây giờ đợi hai này dậy lâu lắm, mình cưa vô đây mình nằm chung với mảnh cho nó vui. Cưa luôn đi chú. Cháu ở đây cháu nghe được. Chú yên tâm. Kiểu gì cũng sẽ có một tiếng nổ thôi. Cưa trong đây bởi cảnh sát này cái. Nhưng mà phải có thần bảo kê mới dám cưa trong đây. Không cưa trong đây. Chú cưa trong đây chết à? Không được cưa trong đây. Chú ra cửa bệnh viện đi, cháu nghe được. Yên tâm, kiểu gì nó cũng nổ thôi. Không thể cưa được. Không nổ. Không nổ được, trời ơi, đây là chuyên gia bất mình. Nhưng mà bây giờ hai thanh niên phải chắc chắn là nếu như cưa thành công thì hai thanh niên sẽ tin đúng không? Ừ, ok chú. Ok luôn. Ok chú. Ok chú nha, chúc chú may mắn. Nằm coi cơm mơ phải không nhờ? Đường bác ra trước cửa nằm được á nè. Mà coi được không? Thôi không cần coi đâu, kiểu gì cũng nổ mà. Cũng phải coi. Đây đang đưa cho có đường nha. Hả? À? Sao mày viết bản thân cho chú? Ủa hết dịch vụ rồi. Của chú bao tiền? Nghìn tốn thì mẹ chú. Cả ngày hôm nay chú chỉ nằm viện không? Mày không có địt cao tí à? Địt cao 1799. Trời đúng má, mình thương chú đi. Thế thì cao chú 1500 chịu không? Ừ ok rồi, 1500. Ok. Ok nha. Ok. Đây chuẩn bị hốt xác hai ông kia rồi. Ok. Mà cái trò cơ bom mày cuốn vậy lại không cần phải xem, tôi bảo với cả các ông rồi. Đợi một tí. Nghe tiếng huỳnh bây giờ. Nó không lâu đâu, nhanh lắm. Một lúc nữa thôi. Tiếng nổ vang trời. Bệnh viện lại có thêm 2 bệnh nhân. Anh trai ơi. Anh chị ơi, anh thương tôi với tôi ở quê lên. Tôi bị xe đâm. Tôi không có 1 đồng nào trong người cả. Anh giúp tôi 1500 tiền viện phí được không? Sao là xe đâm? Tôi mà thấy anh cưa bò ngoài kia không, mà. Đấy là chuyện trời ngày ơi. Xưa. Còn lúc nãy tôi đang đi ngoài đường, tôi bị xe đâm. Tôi không quen với ai trên thành phố này cả. Anh giúp tôi 1500 được không?
Tôi chào tôi phải làm viện với anh hai lần rồi đấy. Đấy là mấy lần trước. Nãy làm viện tôi cũng một lần làm với anh rồi, giờ lại làm thêm với anh. Anh thương tôi được, tôi không có người nhà nào trong thành phố này cả, tôi không có một đồng nào cả, tôi không biết phải làm gì bây giờ. Anh thương tôi, cứu tôi một lần viện phí được không anh ơi? Chú, ở trong này chán không chú? Hả? Ở trong này chán không? Chán chứ. Ừ, để bế chú ra kiên ngắm sao nhé. Ừ thôi, không phải bế đâu. Tao sắp có bạn nằm cùng. Đi đặc biệt. Em bế chú về, còn mấy em thì cứ bom. Dạ. Mày nhìn. Khi chưa ra đến nơi đã nổ mẹ rồi. Chưa chưa cưa à? Ờ đây 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 đây. Đây. Ok. Chơi đi anh, chơi đi. Này comment, comment ra đây comment. Chứng minh cho sếp thấy. Người giao. Em là bản danh là chuyên gia bom mìn. Ok. Mẹ em chưa ra bom mìn. Tao lạy mày. Em được 10.000 vào cửa tử nhá. Bom nổ. Hết 10 giây em đi rồi. Chú đồn cao đó. Còn bên mặc đồ tím này thì chói lắm, chói lắm. Tôi bơm hút thuốc à. Này. Quấy. Đây rồi, đây rồi. Cưa rồi đấy, mùi lạch nhau như thế thì cưa cái gì. Cộng 2. Cộng 2 là chắc. Cộng 2 mạng. Tính rồi, nó tính rồi. Cộng thêm, cộng thêm. Tiếng cưa nghe có vẻ không giòn đâu. Chắc là không giòn đâu. Ủa, có bao giờ nó cưa được không nhỉ? Ủa, ừ, giòn đấy. Thế nhỉ? Hôm nay là giòn rồi, chắc là giòn rồi. Thế nhỉ? Ừ, được rồi đấy, 40 lần rồi đấy. Đây, giống ngược thế nhỉ? Cái tính nó lạc theo nhỉ? Tính nó chậm thế nhỉ? Giòn rồi. Ui. Ủa. Ủa. Lần rồi. Ủa, mày giống thế nhỉ? Được rồi. Hôm nay là được nhỉ? Ừ. Chậm lại rồi, chậm lại rồi. Ấy mươi rồi. Ôi giòn rồi. Có sao ai kia đấy. À. Có tiền rồi. Đẳng cấp, đẳng cấp. Có tiền rồi, có tiền rồi. Sắp rồi, sắp rồi. Đây rồi, giòn thật rồi. Rồi, tiền rồi, tiền rồi. Này có bao giờ cưa vào quả bom thối không vậy? Ôi 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 đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Đây là sự sự à. Làm lại làm lại làm lại. Đưa đây một quả đi. Còn ba quả. Cầm đi này cầm đi. Làm lại đi hai người ơi, làm lại đi dễ lắm, làm lại làm lại. Được cái gì đấy? Hả? Bí mật được tiền được 30.000 rồi. Ấm rồi. Còn mấy ông xí ơi, cứ bơm một lần 30 ngày này. Khác làm được, mình cũng phải làm được. Đấy, thì xếp, xếp ta xịt xịt. Sao lại xếp nhờ? Thôi em làm lâu vậy. Em giờ chứng minh cho anh thấy là em là gọi cũng là một chuyên gia đấy. Anh ơi, em không tin, anh ơi, em làm lại đi. Có em có quả này. Em không tin. Trời ơi. Anh xin mày đúng không? Anh bị đúng không? Anh đổ hết thuốc súng ra rồi đúng không? Anh đổ hết chất nổ ra rồi. Dạ. Yêu của em nè. Bây giờ mày ra cưa lại được một quả nữa mà mẹ đéo nổ đấy, tao phục mày luôn này. Thì đéo phải là ăn may này.
ăn mai gì, sao lại ăn mai? Thả phục thì thôi nha Ben nhỉ. Cũng tin rồi chứ. Ôi trời ơi, ghê nhanh vậy. Mọi người rồi, không cần xem mà lên. Nghe tiếng cười bấm đây. Hình như là mình gọi là tỉnh, bình tĩnh là được cậu Môi ơi, bình tĩnh là được. Ờ, chú. Cháu không tin. Nãy cháu nằm nên là cháu nhìn không kỹ. Giờ cháu đưa chú một quả. Chú ơi đó ra cưa lại, cháu nhìn đây, cháu khỏe lại rồi. Cháu nhưng mà nè, bây giờ nè, cậu đưa tôi cũng được, nhưng mà nếu tôi với cậu Ben cưa được thì cậu với cậu Seven phải cưa tới khi nào được thì thôi. Trời ơi. Ông chú. Không mà. Bây giờ nhá, rồi. Giờ chú cứ cưa đi, xong ngày mai bọn cháu sẽ cưa luôn là được thì thôi, được chưa? Ngày mai luôn nha, ngày okay. Mai nha. Ok, mai nhá chú nhá, đúng ngày mai nhá. Ngày mai. Okay. À đúng ngày mai nhá. Chị là buồn cười. Được không? Vậy ngày mai được rồi. Chúng chú con nặng chứ, con nặng thôi, con cưa hết được rồi. Ngày mai được. Trời ơi, cậu Ben ơi, mình đã tự tin hồi nãy là giờ là mình tự tin được. Hiểu không phải, coi đồ con nặng lắm rồi, không chứa đâu hay gì nữa đâu. Đây, chú có chưa, Chưa. Đây, cháu cho chú. Rồi chú. Con ngày mai là bây giờ luôn hả? Cưa lên nhảy vô người mất hết đồ sao? Nè, cậu Ben ơi, mình làm được một lần rồi, mình làm được một lần nữa cậu Ben, vị trí cũ. Anh coi còn ký không nhá? Ê, tính hồi nãy giờ mình tính cho mình chạy vòng xung quanh là người ta thành công. Anh thấy một lần, anh gỡ gỡ đưa em này. Đưa đây cầm giùm cho. Mình bị thất đồ là mất nghề rồi em ạ. Giờ lần này chắc là sẽ nổ. Được một lần thôi. Anh có tiền trái, anh có trái khó, trái nhỏ. Ừ. Cái này trái nhanh này, cái này trái. Mẹ thằng kia tự tin nhở. Vô phong nhỉ. Cưa lâu thế nhở? Ờ. Đỉnh thế nhở? Đỉnh thế nhở? Ôi trời ơi. Bị gấp. Trời ơi. Em ơi, anh đã bảo em rồi. Em ơi. Anh nói mà em không nghe. Ôi trời ơi. Chú ơi. Cái đó mít bao nhiêu lần đây? Con mít có 4 lần à. Mít 7 lần. Trời ơi. À sao mày vác anh này vào nè, sao? Ba của anh mà sao anh không tin được? Anh tìm không đúng lúc nữa nè. Chú đó sao hôm nay biết nhiều thế? Sao hôm nay biết nhiều thế? Mất tập trung, mất tập trung. Trời ơi, con biết có 4 lần rồi đấy chú Don à. Không như thế rồi. Được rồi đó, còn gần được rồi mà chú Don. Hay tin quá à, hay tin quá. Trời ơi. Thôi, đứng lên nào. Hai chị là chỗ nào ấy nhỉ? Nhưng mà cảm bác sĩ lượm em cái giò nằm ngoài kia với bác sĩ. Để đứng lên nào. Không. Trời ơi. Đứng lên nào Gen nào. Không có sao anh ạ. À. Em đang bị chết tâm anh ạ. À. Chị ơi. Anh mà anh kiểu, chị ơi. Anh kiểu xe bẻ này. Để sếp em sẽ em gọi kìa chị ơi. 222 chị ơi. Người nhà của anh này à? Dạ đúng. Đúng rồi ạ. Chị ơi em lên thành phố em không có gì ăn cả, chị cho em xin ít tiền được không? Anh mặc đồ hơi đẹp nha. Đúng rồi, rất đồ đẹp hơn em đấy. Ừ nhờ. Để em đi thay đồ áo đây. Còn đầy đủ. Chút đồ quần áo. Ôi chị Loan ơi, chị dạy đồ tế. Chị Loan ơi, ôi trời ơi, chị Loan ơi. Cái là chưa được cô chồng như chị, nó kêu là dễ ăn lắm. 30 trước mặt luôn ạ.
Mà chị không có 9 lần à. Đi tăng. Sao anh? Ôi không có 9 lần à. Ok. Chị đi là đúng rồi. Của em. Em cái đít đỏ ơi. Cô chị yêu cô. Ủa? Mấy em đi xe máy bạn này bốc lắm thì em không cưa bom với bạn này à? Bạn nào ạ? À? Dạ bạn cưa áo bạn hồng này, bạn lô ne này. Cưa, anh bé cưa với bạn này để nằm như bạn này anh bé. Đây này, thấy em rồi. Cưa với em không? Không. Ôi. Cưa với em thì bắt chưa? Cho nằm luôn, cho nằm luôn. Bé cho bé, mày có hai quả anh bé. Mẹ. Không. No. Đi. No. Đi chị. Mẹ ơi. Sư phụ. Câu cá. Ủa, nằm như nào nhỉ? Mẹ. Em bé chơi em. Anh nhầm chơi với em. Mẹ ơi, mẹ. Yêu tôi với em. Lo là hồ lo lắm. Mẹ đây, có tao, có tao. Anh làm gì vậy? Anh nằm trước em ơi, cho quen. Anh không tin em. Không tin, không thể tin ai được à? Em hiểu không? Ôi, ngày xưa em đi câu cá với em, sao anh tin à? Không. Gì? Đến một người câu cá chuyên nghiệp như anh không tin anh nữa là. Nhưng mà đấy là làm sao anh có thể tin được em? Đi ra chỗ khác đây. Nhưng mà đấy là anh non. Ủa sao chị Long dưới đây luôn rồi? Đấy là anh bé. Còn đói không? Đói quá. Đói quá, đang muốn đi ăn vịt nướng quá. Ăn vịt nướng không? Em tin tưởng bố em quá, em đứng con cưa chị ạ. Anh bé phải dậy đi thì mình ăn đi sang cả cưa. Không, dậy bị cưa bom đấy. Không. Không dùng cưa bom nữa. Anh dùng cưa em. Anh bé đừng cưa bom nữa, anh bé cưa em đi. Ủa, hai thằng vừa nổ đâu rồi? Thằng Ben đâu rồi? Ôi trời, không quan tâm em. Thiếu máu rồi đây. Thiếu máu à? Nó nhóm máu gì đấy? Ơi. Nguyễn Thị Xu Linh hướng dương. Hôm nay là hết nhiều quá, không cấp cứu máu kìa. Tài nhiều quá. Anh ơi, anh bao nhiêu tuổi? Anh năm bao nhiêu ấy? Em 25 anh ạ. Nguyễn Thị Xu này hướng dương 25 năm này. Nguyễn Thị Xu. Thế sao lại hướng dương rồi cả? Anh bé. À dạ anh bé. Bác sĩ đâu rồi? Có lên bao không bác sĩ ơi? Có thần đâu. Chàng trai tên gì anh bác? Từ ra hỏi hiến máu cho thằng em quen đã. Bác sĩ ơi, em tôi nhóm máu gì ấy bác sĩ ơi? Đang lấy. Em nhóm máu gì đấy hả bác sĩ? Bác sĩ ơi, em tôi nhóm máu gì đấy? Máu gì? Anh ghi lại sao anh ghi lại chị ơi? Của chị này đi. Nhà môi ra đường lấm đi cái chân ngoài. Sao quá sao ghi cái màu màu hợp với màu anh đấy. Mấy cái chớp ông kia mới vô qua ông kia vừa hướng dương đi. Có. Chị chớp mắt chưa? Chớp rồi. Wow. Chớp. Cái này già chắc phê đấy. Anh xỉu công ty mình như sao nhỉ? Vâng em đi sếp. Anh bị tai nạn như này làm sao anh có sức khỏe anh đi làm nữa anh bị đuổi việc. Có sếp rồi kìa. Giờ chồng anh như này em xem lại taxi nữa. Mới đi thay đó. Mới thay luôn cái đầu. Chứ này em cũng thấy ai cũng cứ cưa ghi nhiều lắm. Thì anh đăng ký giấy đăng ký bao lâu nữa thì anh dậy nhỉ? Đi làm còn 400 giây nữa à? Thế thì anh sao mà 400 giây nữa dậy anh nộp CV bên nào thì anh tính toán đi nhá. Đi cưa bom. Mẹ ơi, hai bố con. Hai chị em đi cưa bom đi. Đi cưa bom nè, hai chị đi cưa bom nè. Sao bén, chú có công thức mới nè. Sao bén. Chị dậy thằng này. Nó gì nữa? Phải có trời mưa mới cưa được ba. Nó sẽ từ chậm lên nhanh. Xong rồi nó sẽ lặp lại, nó sẽ đi chậm rồi nó nhanh, xong nó sẽ quay trở lại chậm rồi nó nhanh. Nhưng mà nếu như mình xui á, mình cưa ngay đúng lúc mà khởi đầu á là nó nhanh rồi á thì rất là khó à. Đúng kinh là nghiệm, nó nhanh lúc đầu là mình cứ để cho nổi à. Kinh nghiệm. Có xui á chứ. Có nghĩa là mới đầu vô nó sẽ rất là chậm đúng không? Xong nó từ từ nó nhanh lên. Sau khi nó nhanh tới một cái ngưỡng rồi đó nó sẽ về chậm lại. Nó luân hồi á.
thì quan trọng là mình khởi đầu mình vô ngay khúc nào thôi, mình vô khúc nhanh thì mình cút. Vậy là hồi nãy là chú hên đúng không? Cái đầu tiên là chú vô chứ chậm luôn. Đúng rồi, vô chậm liền á. Không, nó còn do tốc độ não của mình nữa chú bài bài ba ơi. Chú ba cũng đúng. Đúng rồi con. Cái do tốc độ não của mình nữa, cái số ấy, cái số mình càng thấp là được. Số não phản mà. Hả? Gì vậy? Kìa. Anh sự muốn đăng ký giấy hiến nội tạng trước khi đi mà. Ủa, bên đâu? Chưa được chú rồi. Cậu bên đâu rồi? À, nó đang không có máu chú ạ. Nhóm máu gì đấy anh ơi? Nhóm máu gì vậy? Ủa, nhóm gì? Nó nhóm O hay sao? May quá mình nhóm A cộng. Cô O cộng heo trừ. Anh ơi, anh đang xử là nhóm máu gì nhỉ? Có máu rồi. Có máu rồi, có máu rồi. Thôi thì đồng nghiệp anh cũng đang tai nạn bên kia thì thôi B trừ cũng được. Anh bác sĩ rút tạm máu anh này truyền cho anh kia đi. Cứu. Anh này thì không phải người công ty tôi nữa rồi. Ok, anh xong rồi. Xong rồi. Kìa cậu bên nhỉ. Trời ơi, để chú đơn lớn tuổi quá. Cái đầu ra vậy? Anh bảo mày rồi. Con chú để gần con. Không phải. Gần như em một lần thôi. Anh cực. Chú giỏi, giỏi lắm mà đấy. Có người cưa 9 lần không được á. Hả? Ai đây? Nào cưa tận 9 lần thì không được á. Chị nói ai vậy? Người nào cưa 9 lần như vậy? Quỳnh như chú sống nè. Anh Sửu, anh cẩn thận lời nói nhá. Anh cẩn thận, tôi rút máy thở anh ra, tôi sạc điện thoại đấy. Không có, đâu có nói đâu sếp. Cái bên nó nói mà. Anh nào anh nào, tôi nghe giọng anh rõ ràng. Anh dạo này thủ đoạn lắm ấy nhá. Sếp muốn thử không? Nào không, quá đủ rồi. Chính là đủ mà. Tự tin lên chứ em. Cậu Ben chắc chắn lắm á. Em biết lắm, ít lắm. Anh bé ơi, người ta bảo là... Ừ, qua miệng xử chất hành 99 lần. Người ta bảo là 9 lần, nốt bận 10 đi. À, nhưng không. Mà ra 30.000 thật. Không đùa. Pét. Ở biết đâu hả? Xin ghi hội đơn cho cảnh khác vậy. Anh chia đây một nửa đây mới tin. Không nữa. Thế, chứng tỏ anh Pét. Điêu. Bên kia bụng mình tôi lạnh quá. Không sao nè. Đây, qua đây nằm chung với người ta cho nó vui. Nhiều người đi quá vậy. Đứng hẳn lên Dương mà biết. Thử lại lần nữa đi anh. Tự tin lên. Biết nói em rồi. Anh đừng có rung là được. Bé muốn thử cơ bom không? Không kịp. Ý, chị ơi. Em cứ anh giới thiệu với bé Master cơ bom. Bé muốn thử. Đấy, hai bé thử với nhau đi. Anh gọi bé nào? Đây, bé này. Với bé này. Bé này. Là anh bắt cả hai tay đúng này. Không? Không, bé không. Này không được, bé này không được anh ơi. Sao chứ? Bắt cả hai tay. Bé này, bé nhìn nhá. Em bắt được cơ bom thật, Bé nhìn này, bé bắt được cơ bom này, bé nhìn nhá. Anh ngoài tay vào nách nhá. Xong anh để lên mũi của bé này. Đấy. Đấy, mũi của mình thì không. Một mùi chua chua. Chấm thêm mùi lồm. Chưa. Gì đây? Thì anh phải cưa bom. Không, bom cưa. Không. Em có một quả bom này. Đấy, lại giới thiệu với, đây, muốn cưa bom. Đấy, bé này. Không được. Đấy, bé này. Vào viện đấy. Không vào viện, trời ơi, không vào viện. Ôi, nhưng mà đáng á nè, đáng. Đây là... 30.000 đấy, anh nghĩ đi, 30.000 đấy. Cưa việc 10 lần. Còn 3, 5, cưa 000 được, ta bảo nó chia cho 15.000 năm mới tin, nó có chia đâu. Em không tin. Kế hoạch cả. Kế hoạch gì anh hạ nhục mình à? Ông lừa đấy em ạ, anh không muốn nằm viện nữa đâu, hôm nay cái viện nó quá đủ với anh rồi. Tốn giả. Lừa đấy ạ? 60 ống. Lừa đâu? Đúng rồi. Đó, anh chia 15.000 đây xem nào. Liên tiếp. Xong rồi em trả lại cho. Đúng rồi. Thế nó lấy 15.000 của nó thì sao? Được. Hả? Được ơi, dễ. Chị muốn thử không? Thử với em. À, thật sự cả anh là quả tam 10 bận ấy. Chơi 9 bận mình thiếu. Chị phế thế. Tay chị hay móc thôi mà. Như này, anh giải thích cho em về mặt khoa học nhá. Mặt khoa học là thằng khùng khoa học anh? Vâng. Giải thích về mặt thực sự là cửa ở đây nhiều nhà cửa xe cộ quá cho nên là nó không được mở cho lắm. À. Ngày mai anh với cả
nhân viên công ty anh là sẽ lên đỉnh núi để cưa. Anh ơi, cứu cho nó mệt lắm anh ơi. Nhưng mà chắc chắn là cưa sẽ thành công và về luôn. Nhưng mà nãy mình vừa cưa trên núi, mày có nhớ không? Lúc ấy là trời tối, nhiều muỗi, vừa cưa vừa đập muỗi, cưa kiểu gì? Chứ anh có nhớ lúc anh cưa cùng với cả chị bốc mấy bỏng là dáng. Lúc ấy đông người, rồi đang trong hội đua xe, tự nhiên đi cưa. Mình nghe cái tiếng cưa dễ hơn. Anh lắm đi rõ, anh ngày thế. Ông mà được phần thưởng thích thật, kiểu nổ quá. Ây cái màn hình luôn. Để mẹ mày. Anh phải đợi cầm cái đó cơ. Toàn sắt bụn nó không các thứ nhở? Ê có người đến mùi chua không? Có chứ, anh phải tí anh phải cưa thôi, em có một quả này. Không, quả tao thiếu gì. Anh không biết dùng với ai ấy. Đây. Anh có kinh nghiệm rồi, anh có kinh nghiệm rồi. Master câu cá quần đỏ. Em cũng không thích con bé đấy anh ạ. Không thích con bé này à? Người không có kinh nghiệm. Phải có người kinh nghiệm cơ. Người này không được. Anh cơ. Không. Anh hoặc là anh này. Một trong hai đều được. Anh này được, anh này được này. Đây một trong hai này. Mày master câu cá gì nữa. Nhưng mà em không tin tưởng nó. Nó không tin mày. Nó bảo nó không tin mày. Anh phải tin em một lần thôi, một lần duy nhất thôi. Mày anh tin nó một lần thế nào? Được. À không tin chứ không tin một lần. Được. Ủa chị Loan tỉnh chưa mà chúng mày đứng chắc đây chắc chắn là không phải chị kia. Tỉnh hết rồi kìa. Một trong hai. Chị kia cưa được mà. Đây chị kia, chị áo hồng nhá. À đúng rồi, cưa chị áo hồng nhá. Mày cưa chị áo hồng biết cưa mà. Áo hồng cái chú lưỡi cưa kìa. Nhiều người, Tao lưỡi cưa. Áo hồng quay lại đây đi cưa bom với cả em Linh. À. Em nhìn bị thua. Được, chơi. Qua anh này. Hẹn nhau kìa. Anh này phải vào viện mà. Không, em sẵn sàng vào viện tiếp rồi, chơi. Sẵn sàng không rồi. Chơi đi lên đây. Con bé này, con bé. Hả? Con nhé kìa, mấy lon nước để tôi được. Gấp. Trong lúc tôi đang tin anh một lần đấy. Nhắc được. Anh tin em một lần đấy. Này. Rồi xong. Ủa đưa ai vậy? Chị biết tôi cây rồi. Đâu đưa canh nấu trắng đằng sau kìa. Cậu Ben này. Chị Lo ơi. Gì? Em có ơi. Lại cho cậu Ben này, cậu Ben khác. Cá luôn á. Đưa đây luôn hả? Em xin. Ê mà xin tí tiền nữa không cho. Ờ, giảng hóa đơn cho luôn ấy. Đã bán được đâu. Ui, nhưng mà thuốc súng bán đâu. Anh này cái lắm cười. Mở được cái gì mà bán đấy. Ôi, cậu Ben ơi. Quay. Sao mới gặp lần đầu mà mình quay. Số một cưa chắc là bấm. Ủa nhưng mà cưa ra ngoài tiền mặt rồi được cái gì nữa không? Đi em nói cho. Đó. Nói luôn đi, đây không có ai đâu. Cái thứ mà sau này chúng ta sẽ cần dùng anh nè. Cái ngàn vàng á. Cái ngàn vàng đó nó mất còn mắc hơn vàng nữa nè. Là cát à em? Cái gì? Chính thức. Vàng là cát à? Người đi. Chính vào viện là người tiếp. Trời ơi. Nhưng mà cái gì đấy, chỉ ở đây có mỗi mấy người này thôi. Chắc là sẽ giữ bí mật đây ạ. Cái gì? Mùi hôi nách chứ cái gì? Không, cưa bom ra cái gì cơ? Anh nào tin? Mày cưa thử ra mau, là biết thì có cái gì đâu. Ờ, cưa đi. Nhưng mà xem có đáng để cưa không? Đáng. Đáng. Chắc chắn là đáng. Đáng. Vậy, chứ đáng nghiện đấy. Chờ mấy đưa chú trời. Đồng chí ạ. Đồng chú hò đúng không? Tò hò đúng không? Ôi. Anh cưa à? Thế thì ai cưa à? Thì ai cưa với em đấy? Mày tự cưa. Mày cưa với thằng này. Giới thiệu mày nhân viên xuất sắc nhất của công ty tao. Ai? Xứng đi, mình phải cưa hai lần anh ạ. Cảm ơn chú, cảm ơn. Anh sẽ được phần thưởng nhân ai. Ê đây. Chúc em may mắn nhá. Đấy anh ơi, có một quả thôi. Đéo, tao đéo cưa được, tao đói lắm rồi. Bây giờ tao cưa mẹ tay tao run hết rồi. Cuối cùng, tất cả sự tập trung vào lần này anh ơi. Người có cái viên gì nhỏ xếp giấu kỹ nha. Ok. À mày gì có đấy? Cưa không nào? Không cưa tao tặng mày cái điện thoại luôn này. Đây em có thật. Mày đây. Bên ơi, cậu bên đi cậu bên. Quả thôi, đúng một quả thôi. Không, tao không cưa nữa. Giờ tao đói lắm mà tay tao không chuẩn. Bét. Tao tin mày, thề. Thôi,
Bét. Một quả thôi, một quả thôi. Đúng, anh một quả đấy Bét. Đỉnh một lần nữa, anh em mình cùng lên đỉnh một lần. Anh Bét ơi. Sao tao 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 phải tao phải lên đỉnh với mày? Anh lên đỉnh cao hơn. Đi 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 đi, em chưa chưa lần nào. Xin mày đó. Đồ lên cầm cho, bị trang đồ á, đừng bị trang đồ á. Chết xe cái bật kinh ra trời ơi. Phải gần xe thế. Gần xe thế. Sao? Đừng 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 đây đúng không? Ai dạ? Khoảng tầm 40 cân thôi, 40 cân là được khoảng 40 cân nha, phải để trong 40 cân mới là chứa được đồ nha. Ui, đồ đéo thì 40 cân liền. Đó, 30.000 man. Ok này. Ủa, 30.000 tiền bẩn á? Không, tiền thật, anh nó sẽ cho anh kiểu những dụng cụ mà sau này anh sẽ cần. Chắc chắn sẽ cần. Bước lên nhá, cậu Linh ơi. Nếu mà anh muốn làm những cái việc có hội nhóm. Ủa, thế sao bảo 30.000 tiền mặt? Đâu, ý là mình tính cả vật liệu rồi đó anh. Ủa, xe đông quá nhỉ. Tôi nói là có bị cái gì á là chỉ có cậu nhiếm thôi chứ tôi tin cậu xe vẫn. Cũng hên xui chú ạ. Hên xui à. Không mà nhiều lúc kiểu mới đầu vô mà nó nhanh phát là coi như trái đó hỏng rồi đó. Mới đầu mới vô mà bất nghiệp mà nhanh là chim cút à. Bị nổ rồi chứ. Lâu vậy. Nhìn cái là biết rồi. Bị nổ rồi. Được được. Không không được được anh ơi. Cái tầm này được rồi đó. Được rồi, tới đóng cái này. Được rồi được rồi được rồi được rồi được rồi. Được rồi. Để câu nổi kia ra là. Okay. Đúng rồi. Đúng rồi. Ôi trời ơi. Trời ơi ông kia đâu ra vậy? Ông kia lại vô đấm đó nha. Trời ơi. Ôi, giải tán đây. Giải tán đây. Do anh em đó. Virus Noru à. Dạ. Nghe ra em nói được cái này này. Đâu. Được thuốc súng anh ạ. À. Sau này chế đạn với lại C4. Ok. Ôi, giải tán đây. Ok này.